Phòng Zoom của chúng ta đã 1.000 người rồi các chị, quá là tuyệt vời luôn. Yes, rất là đông các anh chị, đúng không ạ? À, có rất 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 nhiều anh chị đang ở ngoài phòng chờ nữa. À, nhưng mà bởi vì các anh chị là những người vào sớm nhất, những cái người tuyệt vời nhất, cho nên là chúng ta sẽ được hưởng những cái điều tuyệt vời nhất các anh chị ha. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, có rất là nhiều những anh chị em đang comment ăn mừng thành công. À, những anh chị còn lại, chúng ta hãy nhanh chóng chúng ta comment cái thành công của mình trong cái tháng 8 này các chị ha. Chúng ta đã đạt được chính xác cái mục tiêu của mình như thế nào rồi? À, chúng ta đã có được những cái thành công gì trong cái tháng này, các chị hãy tổng kết lại được không ạ? Để mà trong buổi tối ngày hôm nay, Lộc sẽ chúc mừng cho tất cả các anh chị nha, về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Và có nhiều anh chị á, có một cái rằng là giống như là khi mà Lộc nói chia sẻ về cái thành công á, thì có nhiều anh chị họ lại chưa có được tự tin lắm. Bởi vì sao ạ? Khi mà mình đặt mục tiêu, Lộc lấy ví dụ đi, anh chị đó là họ kiếm được 50 triệu một tháng, và cái tháng 8 này họ đặt mục tiêu là mất gấp đôi, đúng không ạ? 100 triệu. Nhưng mà có một cái đó là mục tiêu của họ về là mới có 80% thôi, có nghĩa là mới có được 80 triệu thôi các anh chị, và các anh chị đó lại chưa có dám để mà có thể là ghi nhận cái thành công đó. Bởi vì anh chị nói ơ mình đặt ra 100 lần mà sao mà nó về 80 thôi, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là các anh chị mình phải nhìn lại cái điều đó. Bởi vì sao ạ? Cái tháng trước, cái những cái lần trước chúng ta chỉ kiếm được 50 thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã kiếm được lên thêm 30 nữa là 80 rồi, quá là tuyệt vời rồi. Mình phải ghi nhận cho cái thành công đó, cũng giống như một cái đứa trẻ các anh chị. Nếu như á mà ngày hôm nay nó đã bắt đầu nó đứng dậy, nó tập đi, nó chập chững, nó đi được vài bước, lúc đó là cái chị có chúc mừng đâu ạ? Yes, chắc chắn là mình trời ơi, tuyệt vời quá con, tuyệt vời đó nè, bắt đầu nó đi được vài bước, bắt đầu nó đi được lẩm chẩm, thì lúc đó là chúng ta cũng chúc mừng. Cho nên là các anh chị thấy cái thu nhập của mình cũng vậy, khi mà nó bắt đầu có dấu hiệu nó tăng lên rồi, đó là một cái dấu hiệu cực kỳ đáng mừng các anh chị. Thành ra là chúng ta phải chúc mừng, ghi nhận cho thành công của mình, bởi vì là đó chính là cái mà các anh chị đã nỗ lực, các anh chị đã làm hết sức mình trong cái tháng vừa rồi rồi. Chúng ta không có gì phải là tự tự trách bản thân cả, cũng không có gì gọi là không có tự tin. Chúng ta hãy chia sẻ các anh chị những cái thành công của mình để mà mình có thể là ăn mừng và mình nuôi dưỡng cái sự tự tin bên trong mình các anh chị nha. Thành ra là khi mà các chị đạt được cái mục tiêu á, thì nó rất là tuyệt vời. Còn nếu như mà mình đạt hơn 50% những cái điều đó thì nó cũng đã tuyệt vời rồi, bởi vì mình đã có sự tiến bộ các anh chị nha. Rồi, quá là tuyệt vời luôn. Và chúng ta đã có rất nhiều anh chị đang ăn mừng rồi ạ. Yes. Rồi, anh chị hãy nhanh chóng comment nha. Comment, comment, comment những cái thành công của mình. Chúng ta tổng kết lại trong cái tháng 8 vừa rồi, các chị đã có những cái điều gì mình đã hoàn thành xuất sắc, và mình có thể là ăn mừng trong cái buổi Zoom này. Và cũng để mà giúp cho các anh chị hiểu hơn về cái gọi là cái gọi là cái trong cái buổi Zoom tối ngày hôm nay thì Lộc cũng xin tự giới thiệu. Lộc tên là đầy đủ là Nguyễn Lộc, đúng không ạ? Năm nay Lộc 22 tuổi, và mình tham gia đồng hành cùng với câu lạc bộ chạm tay hóa vàng, và mình đã biến được cái sao ạ? Cái con người của mình từ một cái người không có tự tin, không có được cái gọi là sao ạ? Không có được cái nhiệt huyết, không có được cái đam mê, nhưng mà bây giờ mình đã có tư duy, mình có trí tuệ, mình tự tin mình nói chuyện trước đám đông. Trước đó là không bao giờ dám nói chuyện trước đám đông, và mình đã biến được cái thu nhập 1 năm của mình thành cái thu nhập 1 tháng của mình các anh chị nha. Và trong tháng 8 này, Lộc cũng xin ăn mừng thành công với tất cả các anh chị là mình đã đạt được xuất sắc mục tiêu tài chính tháng 8 của mình. Yes. Đúng không ạ? Mình đã đạt xuất sắc mục tiêu tài chính tháng 8 của mình các anh chị ha. Quá là tuyệt vời luôn. Và bây giờ cũng không để cho các anh chị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ăn mừng cái thành công của tất cả các anh chị trong cái phòng Zoom trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng không ạ? Rồi bây giờ thì Lộc sẽ xin phép với tất cả các anh chị chúng ta cho thêm một miếng nhạc các anh chị nha. Một xíu nhạc để mà chúng ta có thể là cùng nhau cho nó hào hứng hơn được không ạ? Rồi, bây giờ hiện tại thì Zoom đã full 1.000 người rồi. Thành ra là các anh chị có thể là nhờ ban tổ chức có thể là mở thêm một cái phòng Zoom 2 cho tất cả những anh chị khác họ vào, được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng các anh chị nhá. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ là để xem thử anh chị nào là comment thành công đầu tiên. Lộc sẽ cùng với tất cả các anh chị mình ăn mừng nhá. Rồi, thành công đầu tiên của ngày hôm nay rất là nhanh luôn. Yes. Của chị Nguyễn Hoa, của chị Quỳnh Hoa. Yes, thành công của tôi là đạt được bức tranh tài chính tháng 8 hai lần. Yes, và đã tham dự được chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời, học được hoàn thiện bản thân. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Ghi chép livestream của chủ tịch Trịnh Huy và gia đình chồng con vô cùng hạnh phúc. Trời ơi, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng cho chị Quỳnh Hoa. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn các chị ơi. Quá xuất sắc luôn. Yes. Các chị nếu như mà các chị có thể là mình ăn mừng luôn cả cái số tiền của mình luôn các chị ha. Yes. Thành công của chị Phạm Phạm Thủy là hôm nay vô cùng tuyệt vời, là chị Thủy đã đạt được chính xác bức tranh của mình, mục tiêu 30 ngày và có được gấp đôi thu nhập. Trời quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho chị Phạm Thủy. Quá tuyệt vời.
À, thành công của chị Bùi Hương là thành công của tôi trong tháng 8 là dậy sớm học tập cùng câu lạc bộ, được tặng quà nè, rồi được ăn uống miễn phí nè, gia đình bình an, đường thông thoáng, và chính thức trở thành thành viên của câu lạc bộ, và có quý nhân phù trợ, tiền về là 460.779.000 đồng. Yeah, xin cảm ơn, trời ơi, quá xuất sắc luôn, em xin chúc mừng cho chị Bùi Hương được không ạ? Quá tuyệt vời chị ơi, đọc được 11 chương sách Sức mạnh tiềm thức và con cái vui vẻ và hòa hợp, trời ơi, quá tuyệt vời. Các chị hãy comment chúc mừng cho chị Bùi Hương các chị nha, quá xuất sắc luôn, em chúc mừng chị nha. Rồi, thành công của chị Nguyễn Diệu đó là thành công là dậy sớm, học tập cùng câu lạc bộ, ghi chép livestream từng câu từng chữ, đọc 10 trang sách ngày luôn và gieo hạt ở cho mọi người, tiền về là 12 triệu đồng, quá tuyệt vời. Thành công của chị Mỹ Huỳnh đó là thành công của tôi là dậy sớm học Zoom đều đặn cùng với câu lạc bộ, tràn đầy năng lượng, hoàn thành được cái khóa học doanh nhân chạm tay hóa vàng, tuyệt vời, thực hành các quy trình bảo vệ tự do tài chính, gieo hạt được 10 người học Zoom và mục tiêu vượt mục tiêu tháng 8 luôn đó là 200 triệu Việt Nam đồng. Trời ơi, quá xuất sắc, em xin chúc mừng chị Mỹ Huỳnh nha. Và tiền về ngày hôm nay của chị Mỹ Huỳnh đó là 17.500.000 đồng. Trời ơi, quá xuất sắc luôn rồi, ngày hôm nay tiền thêm về 17 triệu nữa, trời quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho chị Mỹ Huỳnh nha, quá tuyệt vời chị ơi. Rồi, thành công của chị Cao Huyền đó, trong tôi về sớm cùng câu lạc bộ của chị gia chính livestream từ câu từng chữ, yes, khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, hay quá, xin chúc mừng cho chị Cao Huyền. Yes, thành công của anh Đinh Văn đó là đạt được mục tiêu là 50 triệu đồng, trời ơi, quá xuất sắc, xin chúc mừng cho anh Đinh Văn nha. Thành công của chị Thủy Lê đó là thành công trong tháng 8 của tôi là đạt được bức tranh là 200 triệu đồng, yes, và 160 triệu và ký được một cái hợp đồng là 2 tỷ, trời ơi, quá tuyệt vời, bao nhiêu cho các chị cũng mong muốn ký được một cái thành công một cái hợp đồng 2 tỷ trời quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho chị Thủy Lê, quá xuất sắc luôn chị ơi. Thành công của chị Lê Thanh đó là hôm nay là lương của chị về là 7 triệu, đặt mục tiêu 14 triệu nhưng mà tiền về với chị ấy là 73 triệu đồng. Trời ơi, quá xuất sắc, xin chúc mừng cho chị Thủy Lê được không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Gấp gấp sao ạ? Gấp tới 10 gấp gấp bao nhiêu lần ạ? Gấp 5 lần luôn các chị, chọn tiền về gấp 5 lần luôn. Quá xuất sắc, xin chúc mừng cho chị Lê Thanh. Dạ rồi, thành công tiếp theo của chị Nguyễn Hiền đó là thành công của tôi là tháng 8 này tiền về của chị Hiền đó là 70 triệu đồng, phát triển có thói quen bảo vệ tự do tài chính hàng ngày, đọc sách dậy sớm, phát triển tư duy mỗi ngày, trời ơi quá tuyệt vời, xin chúc mừng chị Nguyễn Hiền, quá tuyệt vời. Thành công của chị Nguyễn Hoa đó là thành công của tôi là bỏ quỹ tự do tài chính đó mà tạo nên một cái quỹ có 14 triệu đồng, yes, mối quan hệ với người thân trở nên tốt đẹp hơn, mục tiêu tài chính đạt 150% luôn, trời ơi, tiền về của chị mục tiêu đó là 150 triệu đồng và sức khỏe của chị rất là tốt, rồi em xin chúc mừng chị Nguyễn Hoa nha, quá xuất sắc luôn. Yes, rồi thành công tiếp theo của chị Tư Lựu đó là thành công của tôi là dậy sớm học Zoom cũng là câu lạc bộ bảo vệ tài chính, gia đình vui vẻ an toàn, đi đường thông thoáng, khách hàng tự động gõ cửa mua hàng, và tiền về của chị đó là 8 triệu đồng, đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tài chính của tháng 8 này. Dạ, xin chúc mừng chị Thu Lụ, quá tuyệt vời luôn. Thành công của tiếp theo của chị Nguyễn Nhân đó là dậy sớm bảo vệ tự do tài chính, học tập cùng với câu lạc bộ, tham gia Zoom đầy đủ, nhận được rất nhiều giá trị, và sao ạ, tiền về thành công tháng 8 của chị là 150 triệu đồng, yes, và giúp đỡ được cho 5 người bạn vào thăm vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, yes, và chị Nhân đã hoàn thành đăng ký được cái chuyến đi Nhật cuối tháng 10 này cùng với câu lạc bộ, yes, trời ơi, quá thành công luôn, xin chúc mừng chị Nguyễn Nhân, quá tuyệt vời. Để rồi tiếp theo thành công của chị Trúc Ly là thành công này tháng 8 của chị đã hoàn thành xuất sắc vào được chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời, trời ơi quá tuyệt vời, chúc mừng chị đã sở hữu được cái tài sản nha chị nha, rồi quá là hay luôn. Rồi thành công tiếp theo của chị Hà đó là thành công của chị Hà đó là tham gia đầy đủ 3 buổi Zoom của câu lạc bộ bỏ quyền tự do tài chính, đọc sách 30 phút mỗi ngày, trời ơi quá xuất sắc, đi bộ 1 tiếng đồng hồ, và tiền về của chị Hà đó là 100 triệu đồng. Yeah, xin cảm ơn, trời ơi giàu quá, xin chúc mừng cho chị Hà nha, quá tuyệt vời.
Thành công của chị Hồng Đào Lê. À, thành công của tôi hôm nay là dậy sớm, đọc sách Sức Mạnh Tiềm Thức nè, học Zoom sáng tinh tấn, ghi chép livestream của chủ tịch Trịnh Huy từng câu từng chữ. Và tháng 8 này chị đã đạt được 80% bức tranh tài chính của mình. Yes, đó là 150 triệu đồng. Xin chúc mừng cho chị Hồng Đào Lê. Quá tuyệt vời, em xin chúc mừng chị nha. Quá xuất sắc luôn. Đấy mà, chúng ta đạt được 80% có nghĩa là nó đã hơn rồi, các anh chị vượt được cái ngưỡng của mình rồi. Hãy ghi nhận những cái thành công của mình các anh chị nha. Bởi vì sao ạ? Các anh chị ghi nhận thành công của mình thì những cái lần sau chúng ta lại có nhiều cái thành công hơn. Cho nên là các anh chị cứ yên tâm, các anh chị cứ ghi nhận cái điều tuyệt vời nó đến với mình các anh chị nha. Rồi, tiếp theo, thành công của chị thành công của chị chị Nhàn, đó là thành công của tôi là bảo quyền tài chính. Zoom ghi chép livestream đầy đủ và tiền về của chị là hôm nay là 928.000 đồng. Rồi, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng cho chị Nhàn nha. Thành công của anh Thanh Hùng, đó là thành công của tôi là đạt được mục tiêu tài chính, đó là 20 triệu đồng tiền mặt. Trời ơi, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng cho anh Thanh Hùng, quá xuất sắc luôn anh ơi. Xin chúc mừng cho anh nha. Quá tuyệt vời. Yes. Rồi, thành công của chị Hoàng Luyện. Yes. Đó là thành công của tôi là tháng 8 này là đạt được cái số tiền là 20 triệu đồng. Yes. Và số tiền chảy vào tài khoản đã tăng lên là 70% luôn. Trời ơi, xin chúc mừng chị Hoàng Luyện, quá xuất sắc luôn chị ơi. Rồi, thành công của chị đúng không ạ? Thành công của chị Nguyễn Hoa, đó là thành công của tôi là gia đình vui vẻ hạnh phúc, đạt được bức tranh tài chính là 15 triệu đồng. Trời ơi, quá xuất sắc. Xin chúc mừng chị Nguyễn Hoa đúng không ạ? À, từ 15 triệu rồi đạt gấp đôi lên là nó sẽ lên 30 triệu, rồi nó sẽ lên 60 triệu các anh chị nha. Cứ phát triển đồng hành cùng với câu lạc bộ được không ạ? Yes. Thành công của anh Cao Nguyên Bình, thành công của anh Bình ngày hôm nay đó là bỏ quỹ tự do tài chính 4,2 triệu đồng, đạt được mục tiêu tài chính tháng 8 là 80%. Yeah. Xin chúc mừng cho anh Cao Nguyên Bình nha. À, bao nhiêu tiền là anh ghi ra luôn anh ha. Yes, quá là tuyệt vời. Thành công của chị Bích Diệp, đó là gia đình khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc và sở hữu được một căn nhà khang trang. Trời ơi, quá tuyệt vời. Bao nhiêu trong số anh chị cũng mong muốn mình sở hữu được một căn nhà khang trang thì hãy chúc mừng cho chị Bách Diệp được không ạ? Quá tuyệt vời, xin chúc mừng chị nha. Trời ạ, không những thu hút tiền bạc, thu hút quà mà còn thu hút cả nhà nữa các anh chị. Quá tuyệt vời. Thành công của chị Nguyễn Thị Hưng, thành công của tôi là được học hai chương trình, hai khóa 60 ngày làm chủ cuộc đời và khóa học doanh nhân chạm tay khóa vàng. Trời ơi, quá tuyệt vời, xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hưng. Quá tuyệt vời chị, quá xuất sắc. Xin chúc mừng chị nha. Yes. Thành công của chị hai, đó là đã đạt được bức tranh tài chính tháng 8, đó là thành công học lớp 60 ngày làm chủ cuộc đời. Yes. Thành công của chị Lan Anh, đó là học tập Zoom cùng câu lạc bộ ghi chép livestream từng câu từng chữ, đọc sách nè, tiền về mục tiêu tháng 8 có 3 combo. Yes. Chúc mừng cho chị Lan Anh, quá tuyệt vời. Yes. Rồi, thành công của chị Thu Sang, đó là thiết lập thói quen thành công, được đọc rồi sao ạ? Đọc được 3 cuốn sách gia đình hạnh phúc vui vẻ và tiền của chị Thu Sang về đó là 60 triệu đồng. Trời ơi, quá xuất sắc, em xin chúc mừng cho chị Thu Sang nào. Tôi là giám đốc tiền của tài sản, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, quá tuyệt vời. Thành công của chị Vui Trần, đó là thu hút được một đối tác xuất sắc và tạo ra được một cái nguồn thu nhập là 50 triệu đồng. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn, xin chúc mừng cho chị Vui Trần nha. Thành công của chị là chị Nguyễn Hoa, nhóm của chị Bích Theo, đó là thành công của tôi là tạo dựng được một quỹ tự do tài chính 25 triệu đồng, mối quan hệ với gia đình trở nên vui vẻ và khăng khít hơn. Mục tiêu tài chính vượt 150%, đó là tiền về là 150 triệu đồng. Yeah, tôi cho tôi thấy xin cảm ơn, trời ơi, quá xuất sắc luôn. Xin chúc mừng cho chị Nguyễn Hoa, quá tuyệt vời luôn các chị ơi. Rồi còn rất là nhiều cái thành công nữa các chị ha. Xin chúc mừng thành công của chị Nguyễn Thị, đó là thành công của tôi hôm nay là tiền về 500.000 đồng, bỏ quỹ tự do tài chính, được mời ăn uống miễn phí và gia đình hòa hợp. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn nè mà. Thành công của chị Kim Xuân, đó là tôi đặt mục tiêu lợi nhuận là 100 triệu đồng trong tháng 8 và đã thu về được lợi nhuận là 20 triệu, đạt được mục tiêu đó là học được cái chương trình doanh nhân chạm tay hóa vàng. Quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho chị Kim Xuân, quá tuyệt vời luôn. Yes. Thành công của chị Hương, đó là chị bỏ quỹ tiền tài chính, ghi chép livestream, thực hành lòng biết ơn và đã học được chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời. Yeah, xin chúc mừng cho chị Hương, quá tuyệt vời luôn chị. À, mình đang sở hữu tài sản các chị ha.
Và thành công của chị Phạm Chi đó là khỏe mạnh nè, hạnh phúc mỗi ngày, và tiền về của chị đó là 25 triệu đồng. Yes, xin chúc mừng cho chị Phạm Chi, quá tuyệt vời. Yes, thành công của anh Minh Long đó là thành công của tôi là học tập cùng với câu lạc bộ, và anh đã bán được hàng thành công đúng không ạ? Quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho anh Minh Long. Thành công của anh Huy Hoàng là thành công của tôi là tham gia đầy đủ các buổi Zoom của câu lạc bộ, ghi chép livestream từng câu từng chữ, có mặt trong chương trình Doanh Nhân Chạm Tay Hóa Vàng, và tiền về của anh Huy Hoàng đó là 50 triệu đồng. Xin chào tất cả, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Trời ơi, quá giàu luôn, xin chúc mừng anh Huy Hoàng nha. Thành công của chị Phạm Lệ, thành công của tôi tháng 8 là gì? Sớm học tập cùng với câu lạc bộ nè, đặt bức tranh tài chính là 50 triệu đồng, nhưng mà nó vượt mục tiêu tới 120 triệu 830 ngàn đồng. Yes, quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho chị Phạm Lệ. Trời, quá xuất sắc luôn, xin chúc mừng chị nha. Yes, quá tuyệt vời. Thành công của chị Phương Thảo đó là thành công của Thảo là tiền về của chị ngày hôm nay, tiền về trong tháng 8 luôn, là 55 triệu đồng. Trời ơi, quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho chị Thảo. Tôi đi chào tiền sản, xin cảm ơn, xin ơn. Học được lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng đúng không ạ? Thực hành các quy trình và ghi chép livestream đầy đủ, gia đình của chị thì vui vẻ, hạnh phúc và được ăn uống miễn phí. Trời ơi, quá tuyệt vời, xin chúc mừng các chị nha. Còn rất nhiều thành công nữa, Lộc xin phép là đọc thêm 5 cái thành công nữa thôi, và chúng ta sẽ bắt đầu sang cái quy trình tiếp theo của ngày hôm nay được không ạ? Quá là nhiều cái điều tuyệt vời các chị. Thành công của anh Trần Sinh đó là thành công của tôi trong tháng 8 là tiền về là 146 triệu 437 ngàn đồng. Yeah, tôi nhận hoàn toàn sáng, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Trời ơi, quá xuất sắc. Lộc xin chúc mừng cho anh Trần Sinh nha, quá tuyệt vời luôn. Tham gia được chương trình Doanh Nhân Chạm Tay Hóa Vàng. Trời ơi, Lộc thấy là nãy giờ anh chị nào anh lên chương trình Doanh Nhân Chạm Tay Hóa Vàng là tiền cũng về là cả 100 triệu hết, quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho tất cả các anh chị nha. Thành công của chị Hằng Nguyễn đó là thành công của Hằng đó là học học Zoom nè, bỏ quy định là chính, và tiền của chị Hằng về là 1.721 đô. Trời ơi, quá tuyệt vời, là 40 mấy triệu cái gì ha, quá tuyệt vời, xin chúc mừng cho chị Hằng Nguyễn. Thành công của anh Nguyên Minh đó là thành công của tôi là tiền về một nửa tháng 8 thôi nha, là 103.786.000 đồng. Trời ơi, xin chúc mừng cho anh Nguyên Minh, trời quá tuyệt vời luôn các chị ơi, cả tiền trăm không ạ. Các chị thấy không ạ? Tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ là rất là tuyệt vời luôn ạ, ứng dụng rất là thành công luôn các chị ha, xin chúc mừng các chị. Thành công tiếp theo của chị Thu Hà đó là thành công của chị là tiền về của chị đó là 15 triệu đồng. Yes, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày, vui vẻ hạnh phúc, quá tuyệt vời. Và một cái thành công tiếp tục đó là thành công của chị Hà Phương Thủy là sao ạ? Lợi nhuận của chị về là 34 triệu đồng và có thêm 2 mối hệ chất lượng, quá là tuyệt vời luôn. Rồi, thành công của chị Yến Ly là đạt được 20 triệu đồng và học được chương trình Doanh Nhân Chạm Tay Hóa Vàng. Rồi, rất là tuyệt vời các chị ha, quá là hay luôn. Còn rất là nhiều những cái thành công lớn nữa các chị mà Lộc chưa thể nào đọc hết được, và cũng phải dành cho cái thời gian cho cái phần quan trọng tiếp theo các chị nha. Và để không cho các chị chờ lâu nữa, bây giờ thì Lộc xin phép các anh chị là xin chúc mừng cho tất cả các anh chị trong cái buổi Zoom tối ngày hôm nay. Các chị đã có mặt trong ngày hôm nay, đúng không? Các anh chị đã có được những cái thành công rất là tuyệt vời trong tháng 8 này. Và nếu như mà anh chị nào mới tham gia trong cái buổi Zoom này ngày hôm nay thì sao ạ? Các chị có mong muốn đạt được cái bức tranh tài chính của mình, cái con số tài chính của mình nó đạt được gấp đôi mà, bao nhiêu số anh chị muốn là cuộc sống của mình nó trở nên thịnh vượng, nó trở nên vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh, mình có trọn vẹn, mình vừa khỏe mạnh, mình vừa hạnh phúc, mà tiền của mình lại kiếm được rất là nhiều tiền nữa, thì bao nhiêu số anh chị muốn thì mình comment tôi. Yes, đúng không ạ? Lộc tin rằng tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ, những anh chị đã tham gia rồi họ làm được, thì những anh chị mới tham gia thì em tin chắc chắn cũng làm được, và chính bản thân mình cũng đã làm được, cho nên thành ra là các chị hãy tin tưởng được không ạ? Và trong buổi tối ngày hôm nay để có được những điều tuyệt vời này, thì mình không thể nào thiếu được một cái người thầy dẫn đường, một cái người chia sẻ, dẫn dắt để mà giúp cho các anh chị có được những cái trí tuệ, những cái hiểu biết và sao ạ, những cái công thức, những cái kiến thức để giúp cho các anh chị khai phá được cái sức mạnh bên trong của mình, từ đó cái tiền nó về với mình đúng không ạ? Tiền về như hơi thở cái gì đúng không ạ? Hít vô tiền về, thở ra tiền về, hít vô tiền về, thở ra tiền về, các chị có mong muốn như vậy không ạ? Nhưng mà thật sự là không phải ai cũng tin cái điều này các anh chị, nhưng mà những anh chị nào tin á thì chúng ta đều làm được, các chị đều tiền về như hơi thở đúng không ạ? Và bây giờ cho Lộc thấy cánh tay trái của các chị đâu ạ? Yes, cho Lộc thấy cánh tay phải của các chị đâu không ạ?
Rồi, chúng ta hãy cho một chào vỗ tay thật lớn để cùng chào đón người thầy dẫn dắt chúng ta trong tối ngày hôm nay, một nữ doanh nhân, một đa triệu phú, ứng dụng rất là thành công bộ công thức, đó là Chủ tịch chị Nguyễn Diễm. Xin mời chị Diễm có thể là lên chia sẻ cho tất cả các anh chị ạ. Rồi, em xin mời chị. Rồi, nhờ ban tổ chức có thể là chia sẻ hết cho chị nhé. Rồi, ok, các anh chị có thể chờ một giây lát ạ. Đông quá, Zoom của mình nó chưa được mượt lắm, Zoom của mình đang tốt hơn được mà. Rồi bây giờ là em có thể mời chị Diễm nha. Hello, xin chào cả nhà của mình ha. Chào mừng các anh chị đã đến với lại cái buổi Zoom thiết lập và đạt chính xác cái mục tiêu tháng 9 của chúng ta ngày hôm nay. Được mà, rồi có bao nhiêu số các anh chị là nghe? Dạ rồi, ok. Mạng đang dần khỏe lên các anh chị ha. Rồi. Rồi vô cùng biết ơn tất cả các anh chị. Ok ha, các anh chị bật bên số các anh chị là đã nghe rõ Diễm nói rồi ạ. Rồi, ok, cảm ơn các anh chị. Hồi nãy tới giờ khi mà các anh chị trong cái nửa tiếng đầu tiên nữa mà chúng ta được cái dịp là các anh chị thấy rằng có rất là nhiều anh chị em ha ở trong câu lạc bộ chúng ta đã đạt được rất là nhiều thành công về tài chính. Có bây giờ số các anh chị mới ngày hôm nay khi mà mình mới vào mình thấy nó bị ngợp quá ha, các anh chị. Sao mà tôi mới vào chưa thấy học cái gì hết mà sao thấy tiền không vậy, tiền nhiều thế. Hai cái gì và có bao nhiêu số cái chị cũng mong muốn rằng là mình cũng sẽ đạt được chính xác những cái mục tiêu tài chính mà các anh chị mong muốn, cũng giống như từ nãy tới giờ các anh chị được nghe thấy bây giờ số các anh chị mong muốn điều này có thể là comment tô cho Diễm thấy được các anh chị ơi. Các anh chị ha, ngày hôm nay thì sao Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái bí kíp để giúp cho các anh chị, nếu như anh chị nào từ trước tới giờ mình cũng đã thiết lập ra rất là nhiều những cái mục tiêu rồi nhưng mà mình chưa có hoàn thành nó hai các anh chị, hoặc là có một số các anh chị trước giờ chưa bao giờ đặt ra mục tiêu luôn, mình không biết cuộc cuộc đời mục tiêu của mình nó như thế nào hết, mình không có được nhiệt huyết, mình không có năng lượng, mà mình không có được siêng năng để mà mình có thể là sao ạ, biết được thì mình điều mình mong muốn rồi nhưng không được xuyên để mình làm, không có động lực, không có nhiệt huyết, không có đam mê. Ok chị ha, thì ngày hôm nay đâu mà tất cả những cái điều đó Diễm sẽ chia sẻ các anh chị những cái bí kíp, nó đã giúp cho Diễm từ một cái cô gái chỉ là nhân viên văn phòng thôi mà cho đến ngày hôm nay thì mình cũng đã có cái khối tài sản mà mình mong muốn. Hai các anh chị ha, Diễm đạt chính xác những cái mục tiêu cũng như những cái ước mơ trong cuộc đời của mình. Và không những như vậy đâu ạ, Diễm cùng với lại những cái người cộng sự của mình cũng đã giúp hơn cho 10.000 anh chị đã thay đổi cuộc sống và đạt được rất là nhiều những cái mục tiêu trong cuộc sống nha các anh chị, từ về tài chính, về sức khỏe cũng như là về mối quan hệ luôn. Nên nếu anh chị nào ngày hôm nay mà các anh chị đã có mặt tại đây, các anh chị đang rất là khao khát làm sao để mình có thể có được cuộc sống tự do về tài chính, để mình có thể thay đổi cuộc sống của mình lo cho gia đình của mình lo cho gia tộc của mình, hoặc là các anh chị có những cái ước mơ thì ngày hôm nay các anh chị đến đúng nơi rồi. Hoặc là có một số các anh chị đang muốn cải thiện về cái mối quan hệ trong cuộc đời của mình, tại vì quan hệ là tiền tệ đó các anh chị, nên nếu như những mối quan hệ xung quanh của mình không có hòa hợp quá thì sao ạ, thì tiền của mình cũng không được lưu thông lắm hai các anh chị ha. Nên là ngày hôm nay chị cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị cái cách gốc rễ nhất, đó là những cái cách mà mình đặt ra mục tiêu như thế nào để mình có thể đạt chính xác cái mục tiêu của mình, để giúp cho các anh chị kể cả về tài chính, sức khỏe hay mối quan hệ thì chúng ta đều có thể đạt được cách rất là dễ dàng, đúng không ạ? Và bây giờ thì Diễm xin mời ban tổ chức luôn và có thể là
mở sơ qua một số những cái hình ảnh các anh chị Diễm đã đạt được khi mà mình đã đặt ra những cái mục tiêu trong cuộc sống và mình đã đạt được từ cái mục tiêu. Diễm mong là có thể là mở những cái hình ảnh này lên để có thể là chia sẻ cũng như truyền cảm hứng cho các anh chị. Nếu như mà các anh chị mong muốn rằng là cuộc sống của mình có những cái điều nào thì các anh chị cũng có thể là đặt mục tiêu các anh chị ha, và mình cũng sẽ có được nhiều đó. Và ngày hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái bí kíp. Ok các anh chị, đây là gì ạ? Đây là cái bảng tầm nhìn. Các anh chị, tất nhiên rồi, chút xíu nữa Diệp sẽ nói với các anh chị tại sao bản tầm nhìn lại quan trọng. Hồi trước kia Diệp đã từng là một cái người không có một cái mục tiêu trong cuộc sống các anh chị. Nhưng mà sau khi Diệp đã lấy gọi là lấy cái cây bút mình viết xuống, mình liệt kê ra những cái ước muốn trong cuộc đời của mình, thì đây là những cái ước mơ đầu đời của Diệp. Ước mơ đầu đời các anh chị. Các anh chị có thể thấy rằng là mình ước mơ rất là nhiều thứ, mình ước mơ biệt thự, mình ước mơ ô tô, mà mình ước mơ có một cái gia đình hạnh phúc, mình ước mơ có một cái người chồng tuyệt vời, đúng không? Mình ước mơ trở thành doanh nhân. Và lúc đó Diễm nhớ rằng là Diễm đang là một cái cô gái nhân viên văn phòng, các anh chị. Tất nhiên những cái điều này đối với mình rất là xa xỉ, các anh chị ha. Và đây chỉ là ước mơ thôi. Và khi mà Diễm đã có cái cơ duyên, các anh chị, là từ một cái cô gái nhân viên văn phòng với rất là nhiều mơ ước, thì Diễm đã gặp được câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng, và Diễm đã gặp được người thầy của mình, đó là chủ tịch Trịnh Huy, và đã giúp cho Diễm biến những cái ước mơ ở bên trong tâm trí của mình, cho Diễm cái bộ công thức để mà mình có thể biến những cái điều trong bên trong tâm trí của mình trở thành sự thật, các anh chị. Và ngày hôm nay các anh chị có thể thấy rằng là Diễm đặt mục tiêu này vào năm 2017, thì ngày hôm nay cho đến bây giờ thì tất cả những cái mục tiêu mà mình đặt ra Diễm đã hoàn thành nó một cách rất là xuất sắc. Rồi các anh chị có thể thấy ha. Rồi tiếp theo ạ. Đây là từng những cái mục tiêu nhỏ mà Diễm đạt được các anh chị. Đầu tiên là sao ạ? Diễm đặt ra mục tiêu đó sở hữu một căn biệt thự, đúng không ạ? Thì cho đến ngày hôm nay thì Diễm cũng đang sở hữu cho mình một cái căn biệt thự. Và như số các anh chị cũng mong muốn là mình sở hữu được căn biệt thự ạ. Các anh chị có mong muốn biết cái cách nào để mà từ bên trong tâm trí của mình có căn biệt thự bên trong tâm trí mình nó ra ngoài thực tế không các anh chị ơi? Bí kíp ngày hôm nay Diễm sẽ chia sẻ ha. Ok, tiếp theo. Và đây là giờ mình đặt ra mục tiêu, mơ ước mình có một cái chiếc xe ô tô. Và bây giờ thì sao ạ? Dũng cũng đang chính thức để mà sở hữu một chiếc ô tô cho riêng mình. Đi ô tô mua trần đàng hoàng ha các anh chị ha, siêu xe đàng hoàng. Đó. Và đây ạ, mình cũng biến những cái điều bên trong tâm trí của mình, những cái mục tiêu đó là sao ạ? Mình mua cho ba mình và cho ba mẹ mình một cái chiếc ô tô để đi chơi. Được ạ? Thì sao ạ? Dũng cũng đã từ bên trong tâm trí bằng cái cách thiết lập mục tiêu, Dũng cũng đã đạt được là cái điều này một cách rất là vi diệu. Cũng như tiếp theo ạ, đó là Diễm đã từng mơ ước mình có những cái chuyến du lịch vòng quanh thế giới ha. Cái này là mình mơ ước lại các anh chị, cái này mình chỉ ra quyết định thôi, mình đặt mục tiêu thôi các anh chị. Thì ngày hôm nay Diễm cũng đã mỗi tháng mình cũng đã có thể là đi du lịch từ 1 cho đến 2 nước ở thế giới. Chút xíu nữa chúng ta sẽ xem một số tấm ảnh Diễm đi du lịch ha. Và đây là sao ạ? Những cái chuyến du lịch vừa rồi thì Diễm có một chuyến du lịch tại Mỹ. Các anh chị ha. Và mình cũng đặt mục tiêu và mình cũng đã biến được những cái mục tiêu bên trong tâm trí của mình ra ngoài thực tế. Diễm đã đi rất là nhiều nước trên thế giới rồi các anh chị. Đây là ở tượng nữ thần tự do. Các anh chị ha. Đây là ở Dubai. Mình đi cùng với lại câu lạc bộ của mình. Đây là ở Bồ Đào Nha. Và đây là ở Nhật Bản, nước Phú Sĩ Nhật Bản ạ. Có bao nhiêu số các anh chị cuối tháng 10 này chúng ta cũng sẽ có mặt tại Nhật Bản cùng với câu lạc bộ các anh chị ơi. Ok, đây là tại Dubai đó các anh chị. Rồi, phía dưới này là ở đâu ạ? Ở khách sạn Marina Bay Sands tại Singapore ha. Rồi, và ở đây là đâu ạ? Đây là tại Pháp ha các anh chị, Khải Hoàn Môn tại Pháp. Rồi, và đây là đâu ạ? Đây là ở Hàn Quốc ạ. Và đây là ở tòa nhà Burj Khalifa cao nhất trên toàn thế giới, là những cái nước mà Diệm đã từng đi qua. Mình đã đi qua rất là nhiều nước các anh chị. Ở đây là ở Bồ Đào Nha và Diệm cũng có tới Tây Ban Nha nữa. Đó, biển của Bồ Đào Nha các anh chị. Đây là cái hành trình mà mình đi du lịch, không những đi du lịch đâu mà mình còn trải nghiệm những cái dịch vụ nhảy dù tại thế giới. Ok anh chị ha. Ok, và
có rất là nhiều nước nữa mà Diệp đã đi qua. Được mà. Và tất nhiên rồi, những cái điều mà Diệp đã đạt được các anh chị trước đó thì Diệp đã từng đặt mục tiêu. Nó đã từng nằm trong đầu của mình đã từng đặt mục tiêu. Và Diệp đã chinh phục từng mục tiêu một cách rất là dễ dàng các anh chị. Có một số người ngoài kia họ nói rằng á, là một lúc thì chúng ta chỉ có thể là đạt mục tiêu về tài chính thôi. Nếu như mà bạn tập trung vào sự nghiệp, nếu mà bạn yêu đương hay là bạn gia đình các thứ thì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc, tới sự nghiệp, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong câu lạc bộ chúng ta đó các anh chị, thì sao ạ? Diễm chọn cả cái sự thành công về tài chính, cả sức khỏe, cả mối quan hệ hoàn hảo luôn. Các anh chị ha, và khi mà Diễm đưa ra cái lựa chọn như vậy, đó là mục tiêu của mình. Thì cho đến ngày hôm nay rồi mà Diễm cũng đã đạt được cái cuộc sống như vậy các anh chị. Mình vừa thành công về tài chính đúng không ạ? Mình vừa có sức khỏe mà mình vừa có những cái mối quan hệ, những con người tuyệt vời ở xung quanh của mình. Có bao nhiêu số các anh chị muốn biết được bí kíp có thể biến mọi điều bên trong tâm trí của mình trở thành sự thật, có thể comment tôi cũng thấy ạ. Anh chị ha, và tất nhiên rồi, để đạt được những cái điều này, những cái thành công này không chỉ là một mình Diễm đâu các anh chị. Mà khi mình nhìn sâu vào những cái thành công của mình thì các anh chị biết rằng là Diễm rất là biết ơn. Đầu tiên đó là người thầy của mình là chủ tịch Trịnh Huy, là mà đã chia sẻ cho Diễm một cái bộ công thức, là một cái người thầy dẫn đường cho mình. Và tiếp theo đó Diễm cũng rất là biết ơn những cái người đối tác, những cái người khách hàng, những cái người đồng đội đã bên cạnh mình, được không ạ? Cùng tư duy, cùng tầm nhìn, cùng sứ mệnh, và đã giúp đỡ cho rất là nhiều người đạt được những cái mục tiêu trong cuộc đời của họ. Các anh chị ha, nên cái thành công của Diễm là Diễm rất là biết ơn, không chỉ là thành công của riêng mình đâu ạ, mà là đại diện cho rất là nhiều những con người tuyệt vời đã đồng hành cùng Diễm trong suốt hơn 3 năm qua. Rất là tuyệt vời đấy các anh chị. Và ngày hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái những cái bí kíp để mà các anh chị có thể biến được mọi điều bên trong tâm trí của mình trở thành sự thật một cách dễ dàng ha. Và tất nhiên rồi, nếu mà các anh chị học, nếu mà chỉ học thôi á, mà các anh chị không có ứng dụng á, thì mình sẽ không có đạt được điều này các anh chị. Chỉ khi các anh chị bắt tay vào, các anh chị hành động, các anh chị ứng dụng thì mình mới có thể đạt được những cái điều mà Diễm đã từng đạt ha các anh chị ha. Diễm chỉ là cái người chỉ cho các anh chị con đường thôi. Nhưng mà nếu như mà các anh chị có tấm bản đồ trên tay rồi mà các anh chị không đi thì mình có tới không ạ? Cả nhà của mình có thể comment giúp Diễm không ạ? Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ các anh chị cái bản đồ, có nghĩa là các anh chị đầu tiên đi thẳng bao nhiêu mét, quẹo trái ra đằng sau, quẹo phải ra đằng sau, hoặc bao nhiêu mét nữa, đưa cho các anh chị một tấm bản đồ. Nhưng nếu mà các anh chị không đi thì có tới không ạ? Không hả các anh chị ha? Nên nếu như anh chị nào hỏi Diễm mà Diễm ơi, hôm nay mình vào học chương trình của bạn thì mình có đạt mục tiêu luôn không, thì trả lời là không nhé. Khi nào mà anh chị học mà các anh chị ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, được không ạ? Đó, một cách kiên nhẫn, một cách nghiêm túc, thì chắc chắn là anh chị sẽ đạt được những cái mục tiêu một cách rất là dễ dàng nha các anh chị ha. Rồi, và có bao nhiêu số các anh chị đang rất là hào hứng mong muốn cái bí kíp nào để mình có thể chinh phục được toàn bộ những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình, thì các anh chị comment tôi cho Diễm thấy các anh chị ơi. Các anh chị cứ tưởng tượng như này các anh chị, tiềm năng của con người chúng ta nó cũng giống như là một cái đại dương mà chưa được khám phá hết. Một cái lục địa mới rất là còn tinh khôi. Một cái thế giới mà có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời đang chờ các anh chị khai phá. Bên trong của các anh chị có một cái con người rất là phi thường. Bên trong của các anh chị có mọi của cải, tài sản, có mọi thứ các anh chị cần sẵn rồi. Bây giờ quan trọng là làm sao để các anh chị có thể là sao ạ? Mình sử dụng được là cái con người phi thường bên trong này để các anh chị có thể đạt được mọi điều mà các anh chị mong muốn thôi. Các anh chị ha. Và tại sao cái thiết lập mục tiêu lại quan trọng các anh chị? Cái việc mà cái kỹ năng thiết lập mục tiêu có thể được xem là một cái kỹ năng quan trọng nhất. Mục tiêu nó sẽ cởi trói cho các anh chị. Nó sẽ cho các anh chị một cái thái độ tích cực. Nó sẽ cho các anh chị cái sự nhiệt huyết. Nó sẽ cho các anh chị năng lượng. Tại sao các anh chị thấy rằng có rất là nhiều người họ sống từ ngày này qua ngày kia, thấy rằng là họ cứ ngày nào cũng giống ngày nào, không có năng lượng gì hết, không có được năng lượng, không có được nhiệt huyết, không có được siêng năng. Tại vì sao các anh chị biết không ạ? Tại vì những cái con người đó họ không có mục tiêu, họ cứ sống qua ngày vậy thôi, họ không biết rằng là cuộc sống của họ 5 năm tới, 10 năm tới là như thế nào hết.
Mà có rất nhiều người họ không có đạt được những điều mà họ muốn các anh chị, đơn giản là vì họ không biết được là họ mong muốn cái gì, chứ không phải là họ không đủ khả năng đâu các anh chị, chứ không phải rằng là họ không đủ tốt hay không đủ giỏi đâu, mà đơn giản là vì sao ạ? Họ không biết được họ muốn cái gì hay các anh chị. Nên khi mà các anh chị có một cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, mà cái mục tiêu đó là cái mục tiêu mà các anh chị khát khao, các anh chị mong muốn có được, à, nó sẽ là nên nó sẽ giúp cho các anh chị có một cái động lực rất là lớn. Nó sẽ giúp cho các anh chị mỗi sáng mở mắt ra thì các anh chị biết được là ngày hôm nay là các anh chị sống để làm cái gì, các anh chị sẽ hướng tới cái mục tiêu nào, và nó sẽ điều hướng mỗi cái hành động của các anh chị trong ngày. Các chị cứ tưởng tượng rằng là nếu như một cái chiếc thuyền mà nó ra khơi các anh chị, mà nó không có điểm đến, thì theo các anh chị thì cái con tàu này nó sẽ đi đâu đây? À, chắc là sóng xô đâu thì cái con tàu nó sẽ đi đó, đúng không ạ? Mà sóng xô thì các anh chị biết rồi, sóng mà xô thì tàu nó chỉ có bầm dập thôi chứ đi đâu. À, một cái con tàu mà đưa ra khơi không có điểm đến là gió bão xô đi đâu nó xô đó, để đi đó, đúng không ạ? Sóng xô đâu thì nó xô đó hay các anh chị ha. Nhưng mà nếu như một cái con tàu khi mà ra khơi nó biết được cái đích đến, các anh chị, nó biết được cái điểm đến thì sao ạ? Thì cho dù có gió, có bão, có sóng thì cái con tàu đó nó vẫn còn cái cánh buồm các anh chị, để xoay chuyển cái cánh buồm, à, liên tục giữ được, gọi là đúng hướng đi đến cái mục tiêu của mình. Nên là mục tiêu rất là quan trọng các anh chị. Nếu mà cho đến ngày hôm nay các anh chị bảo rằng là các anh chị chưa tự do về tài chính, các anh chị chưa có mối cấu quan hệ tốt, hay những khía cạnh trong cuộc sống của mình nó chưa có được thuận lợi, đơn giản là sao ạ? Đơn giản là tại vì các anh chị chưa có một cái mục tiêu rõ ràng, một cái mục tiêu thật sự cụ thể rõ ràng, một cái kỹ năng thiết lập mục tiêu đúng, à, để giúp cho các anh chị khai phá được cái tiềm năng bên trong mình, khai phá được có thể gọi là tiềm thức bên trong của các anh chị, để giúp cho các anh chị có thể đạt được mọi điều mà các anh chị mong muốn các anh chị. Và các anh chị biết rằng các anh chị tưởng tượng như thế này, khi mà các anh chị bắt một cái con chim bồ câu, con chim bồ câu các anh chị nó có một cái bản năng là nó có thể tìm được cái đường về nhà. Ví dụ như các anh chị bỏ nó vào cái lồng, các anh chị dùng một tấm vải đen, các anh chị phủ lên cái lồng đó, và các anh chị chạy đi gọi là xa cái ngôi nhà của mình một cái khúc thiệt là xa. Sau đó các anh chị thả cái con chim bồ câu đó ra, à, thì con chim bồ câu nó sẽ như thế nào các anh chị? Nó sẽ bay cao lên trên bầu trời, đúng không ạ? Nó lạng vài vòng và sau đó nó sẽ tự biết tìm ra được cái đường để nó quay trở lại cái ngôi nhà của nó. Các anh chị ha. Và con người của chúng ta các anh chị cũng có một cái khả năng, đó là chúng ta luôn hướng tới cái mục tiêu tương tự như cái loài chim bồ câu. Tương tự như cái loài chim bồ câu các anh chị. Khi mà các anh chị biết rõ được cái mục tiêu, các anh chị ha, thì các anh chị không có cần quan tâm đó là từ cái điểm, cái vị trí của các anh chị hiện tại tới cái mục tiêu của mình nó bao xa, không cần quan tâm cái đó đâu ạ. Các anh chị chỉ cần biết rằng khi mà các anh chị có một cái mục tiêu rõ ràng, các anh chị biết đặt mục tiêu một cách rõ ràng để các anh chị có thể khai phá được cái sức mạnh bên trong. À, nếu mà các anh chị đặt mục tiêu thông thường thôi, mục tiêu bằng ý thức thôi, thì các anh chị không có khai phá được con người phi thường bên trong của mình, mà mình phải biết đặt mục tiêu đúng cách, các anh chị, mình phải biết đặt mục tiêu thông minh để mình có thể khai phá được cái con người phi thường bên trong của mình, để giúp cho các anh chị khi mà các anh chị tiến bước một bước về phía ước mơ của mình, thì ước mơ của các anh chị sẽ tiến gần hơn mình một bước, đúng không ạ? Mình tiến tới ước mơ của mình một bước thì ước mơ của các anh chị sẽ tiến gần hơn với các anh chị một bước. Và các anh chị biết rằng là ở nghiên cứu của trường đại học Harvard, các anh chị, nghiên cứu ở các trường, những cái trường đại học tại Mỹ á, thì họ nghiên cứu như thế này nè. Đó là khi mà họ phỏng vấn những cái người học sinh mà chuẩn bị đại học ra trường á, đúng không ạ? Về cái kết quả, về xem là những học sinh đó có thiết lập mục tiêu hay không á, các anh chị, thì chỉ có khoảng 3% cái số người tốt nghiệp họ biết mục tiêu, họ biết được cái điều mà họ mong muốn là cái gì sau khi ra trường, có mục tiêu rõ ràng và họ viết lên trên giấy, các anh chị ha. 13% thì có mục tiêu thôi, nhưng không có viết ra giấy, họ chỉ nghĩ trong đầu thôi, họ không viết ra giấy. Và 84% còn lại thì sao ạ? Không có mục tiêu nào hết. Các anh chị biết rằng là sau một cái khoảng thời gian, sau vài năm, khi mà họ tổng kết lại những cái người họ đã phỏng vấn, các anh chị, thì họ thấy rằng, các anh chị ha, đó là cái nhóm mà 13% á, họ đang có cái thu nhập trung bình gấp đôi
so với những cái người thuộc nhóm 84%. Có nghĩa là cái người mà có mục tiêu trong đầu mà không viết ra giấy á, thì thu nhập nó cao gấp đôi so với cái người không có mục tiêu gì cả. Đó, nhưng mà cái điều đáng ngạc nhiên ở đây là các anh chị, đó là cái nhóm 3% là cái người mà hiện có thu nhập bình quân gấp 10 lần so với 97% nhóm còn lại. Đó, các anh chị ha, đây là một cái nghiên cứu của ở bên những cái trường đại học của Mỹ, họ nghiên cứu được điều này. Anh chị, nên là cái việc mà các anh chị đặt mục tiêu mà các anh chị viết ra giấy, nó sẽ giúp cho các anh chị sao ạ, có thể là mình lưu lại những cái mục tiêu đó vào bên trong tiềm thức của mình. Các anh chị có sự định hướng rõ ràng và nó sẽ giúp cho các anh chị định hướng của các anh chị trong cái hành động và giúp cho mình đạt được những mục tiêu mình đặt ra rất là dễ dàng ha các anh chị ha. Và có một số các anh chị thì sao ạ? Các anh chị không có bảng chỉ đường. Không có bảng chỉ đường có nghĩa là như thế nào? Xung quanh mình có bao nhiêu số các anh chị thấy rằng là xung quanh mình đa số khi mà các anh chị hỏi họ họ xem họ có thiết lập mục tiêu hay không thì đa số là những người xung quanh mình đều không có ai thiết lập mục tiêu hết trơn. Đúng không các anh chị? Chỉ có một số rất là ít người, các anh chị hỏi họ xem là mục tiêu của bạn trong 5 năm tới là cái gì? Mục tiêu của bạn trong 10 năm tới là cái gì? Mục tiêu của bạn trong 6 tháng tới là cái gì? Mục tiêu của bạn trong 30 ngày tới là cái gì? Các anh chị, thì đa số là sao ạ? Đa số là họ không có thiết lập mục tiêu. Các anh chị ha, nên có một cái câu nói của tỷ phú là như thế này. Đó là có rất nhiều người họ không có đạt được những điều họ muốn các anh chị, đơn giản là vì họ không biết được rõ ràng họ mong muốn cái gì. Các anh chị ha. Và quan trọng nhất nữa, đó là các anh chị, để mà các anh chị có thể đạt được những mục tiêu mà các anh chị đặt ra thì các anh chị cần phải có một cái niềm khát khao. Niềm khát khao các anh chị. Cái niềm khát khao là một cái chất men để giúp chúng ta có thể vươn tới mọi thành công của cuộc đời của mình. Cái sự khát khao các chị có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là các anh chị biết được lý do tại sao các anh chị mong muốn đạt được cái điều đó. Và cái lý do nó rất là lớn và nó là một cái động lực, nó giúp cho các anh chị nếu mà không đạt được mục tiêu này là không được. Là các anh chị có một cái sự khát khao cháy bỏng để mà mình có thể đạt được những mục tiêu, những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra. Thì đa số những cái người mà họ đạt được mục tiêu các anh chị thì mục tiêu đó là cái mục tiêu mà họ rất là khao khát thì họ mới đạt được. Các anh chị ha. Các anh chị có thể là ghi lại những cái ý mà Diệp có thể chia sẻ những cái bí kíp để các anh chị có thể đạt được mục tiêu của mình ha các anh chị. Và một cái yếu tố nữa mà để giúp cho các anh chị có thể là đạt được cái mục tiêu của mình, mà nếu mà anh chị nào không làm được điều này thì chắc chắn các anh chị sẽ không đạt được mục tiêu đâu, đó là các anh chị phải biết chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình các anh chị. Chịu trách nhiệm với lại cuộc đời của mình các anh chị ha. Không đổ lỗi, không than phiền, cũng không oán trách. Tại vì các anh chị biết rằng là khi mà các anh chị đổ lỗi, than phiền hay oán trách về một cái sự kiện nào đó, nó làm cho mình không đạt được mục tiêu, thì trong cái thời khắc đó các anh chị đã mất đi cái sức mạnh để các anh chị có thể thay đổi cái cuộc đời của mình. Và đối với người thành công, các anh chị là cái người họ luôn chịu trách nhiệm 100% cuộc đời chính mình, vì họ biết rằng là mọi thứ nó sẽ đến với cuộc đời của họ là đều do sao ạ? Đều do cái tư duy và đều do cái suy nghĩ của họ thu hút về. Các anh chị ha. Nên đối với những người thành công thì họ luôn chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình. Và Diệu nói các anh chị biết rằng là trong cái hành trình mà các anh chị đạt mục tiêu, nếu mà nói về lý do hay là nếu mà nói về lỗi, đổ lỗi thì nó có rất nhiều. Các anh chị. Và các anh chị thấy rằng là đổ lỗi, than phiền hay là oán trách thì nó sẽ không có giúp chúng ta đạt được mục tiêu đâu các anh chị. Chỉ có một cái con đường duy nhất thôi, đó là các anh chị phải chịu trách nhiệm 100% cho cái mục tiêu của mình thì các anh chị mới đạt được nó. Vì ví dụ mà các anh chị ha, nếu mà các anh chị đặt ra mục tiêu tài chính 30 ngày và mình bảo rằng là sao, ồ tháng này là do cái việc này xảy ra nè, do việc kia xảy ra nè, nên thành ra tôi không đạt được mục tiêu. Cái đó là mình đổ lỗi do ai ạ? Mình đổ lỗi do kinh tế đúng không ạ? Mình đổ lỗi do thị trường đúng không ạ? Là mình đổ lỗi sao ạ? Ôi ơi, tháng này là do sao ạ? Do có một số những anh chị trong đội nhóm của tôi không khỏe đó ạ, nên thành ra tôi không đạt mục tiêu. Tháng này là do cái lọ cái chai, do thị trường kinh tế nó không đạt mục tiêu. Thì Diễm nói với các anh chị rằng là nếu như mà chúng ta không đạt được mục tiêu và mình đổ lỗi những lý do đó, thì Diễm nói với các anh chị là tháng nào cũng có lý do để các anh chị đổ lỗi cả. Và sẽ không bao giờ mình có thể đạt được mục tiêu của mình nếu như mình vẫn cứ tiếp tục đổ lỗi như vậy các anh chị. Các anh chị biết rằng là những cái câu hỏi đúng nó sẽ tạo nên cuộc đời của mình. Cái sự tập trung của các anh chị ở đâu đúng không ạ? Các anh chị tập trung cái gì thì cái đó mở rộng.
Nếu mà mình tập trung vào cái lý do thì sẽ có rất nhiều lý do để mà mình nói đúng không ạ? Nếu mà các anh chị tập trung vào cái việc đổ lỗi thì sẽ có rất là nhiều lỗi để cho các anh chị tha hồ mà đổ. Nhưng mà dù đó các anh chị rằng là cái sự đổ lỗi, than phiền hay oán trách thì nó không có giúp chúng ta có thể là sao ạ, đạt được mục tiêu trong cuộc đời của mình. Chỉ có cái là chúng ta cần phải chịu trách nhiệm 100% thôi các anh chị. Mình đạt được mục tiêu là do mình các anh chị, và mình không đạt được mục tiêu là cũng do mình, không do ai hết trơn. Nên là thành ra nếu như mà mình luôn trong cái tâm thế là mình chịu trách nhiệm 100% mục tiêu của mình biết rằng là sao ạ, ở trong cái cuộc sống này chỉ có mình có độ hấp dẫn thôi, trong cái cuộc sống này chỉ có mình có độ hấp dẫn thôi, và bên trong của mình thế nào thì bên ngoài thế ấy, không liên quan tới ai hết trơn, không liên quan tới nền kinh tế, cũng không liên quan tới những cái người xung quanh các anh chị, không liên quan tới sếp của các anh chị, cũng chả liên quan tới những người trong đội nhóm, chả liên quan tới ai, chỉ có bên trong của các anh chị thôi. Bên trong thế nào bên ngoài thế ấy, có một câu nói các chị, đó là một sự vật sự việc sự việc diễn ra 2 lần, lần thứ nhất là ở trong đầu của bạn, và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Nên nếu mà bạn không đạt được mục tiêu thì chắc chắn là trong đầu của bạn rồi, chứ không phải là lỗi ai ngoài kia ha. Nên là nếu như mà các anh chị muốn thật sự những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra, các anh chị đặt chính xác, kể cả những cái mục tiêu nhỏ hay những cái mục tiêu lớn mà, thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình có thói quen đó, luôn chịu trách nhiệm 100% cuộc đời chính mình các anh chị. Không có để những cái lý do, không có để những cái đổ lỗi, không có để những cái than phiền nó có thể là sao ạ, nó che mắt mình, những cái đó nó che mắt các anh chị đó. Có rất là nhiều anh chị tháng này các anh chị đã đạt được cái mục tiêu tài chính đúng không ạ? Có bao nhiêu trong số các anh chị tháng này các anh chị đã đạt được cái mục tiêu tài chính chính xác, trong cái mục tiêu tài chính tháng 8 các anh chị hãy comment số 1 thì Diễm được thấy được không ạ? Và các anh chị xem là có rất là nhiều con số 1. Tuyệt vời quá, các anh chị hãy cho nha, anh chị comment số 1 của chúng ta một tiền thật lớn đâu các anh chị ơi. Ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có ha. Và tất nhiên rồi, cũng có rất nhiều anh chị, các anh chị đã đạt được 80%, 90%, 70%, 60%, quá là tuyệt vời, các anh chị cũng quá là tuyệt vời. Các anh chị ha, và những anh chị mới ngày hôm nay các anh chị đến đây đâu ạ, các anh chị có cái cơ hội là biết được cái bộ công thức tuyệt vời này. Thì trong cái tháng 9 này sau tháng bùng nổ của các anh chị, tất cả chúng ta hãy tự cho chính mình một chèo tay thật lớn là các anh chị ơi. Quá giỏi, quá xuất sắc luôn. Bây giờ là tối nha, tối hôm nay có rất nhiều người họ đang xem tivi, họ đang lướt Facebook, TikTok, nhưng mà các anh chị đang có mặt trong buổi Zoom này thì các anh chị phải thấy rằng là các anh chị quá tuyệt vời, các anh chị cực kỳ xứng đáng trở thành người thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Và Diễm chắc chắn các anh chị rằng những cái người nào, những cái người thành công các anh chị là cái người họ luôn chịu trách nhiệm 100% cuộc đời chính họ. Nếu mà chúng ta nói về những cái sự kiện, nói về vấn đề, nói về lỗi thì tháng nào cũng sẽ có những cái điều đó để chúng ta đổ. Khi mà các anh chị yêu thích cái đó thì chúng ta không đạt được mục tiêu đâu các anh chị. Chỉ khi mà các anh chị ra quyết định là mình chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của chính mình thì các anh chị mới đạt mục tiêu thôi. Sẽ có những điều không thuận lợi xảy ra đúng không ạ? Chứ cái hành trình mà chúng ta đi sẽ có những cái điều không thuận lợi xảy ra. Nhưng thay vì chúng ta bị những cái vấn đề đó che mắt, tung hỏa mù, và chúng ta sẽ nói rằng là sao ạ? Rồi, kiểu này là không đạt được mục tiêu rồi. Và thời khắc mà các anh chị ra quyết định như vậy kèm theo cái cảm xúc của mình là chính xác cái điều đó nó xảy ra ngay lập tức. Có bao nhiêu số các anh chị khi mà các anh chị nghĩ những cái điều không tích cực thì ngay lập tức cơ thể mình không có năng lượng và mình không muốn làm nữa, mình không có năng lượng, mình không muốn tiến lên phía trước nữa, đúng không các anh chị ơi? Là cái thời khắc đó là thời khắc mà các anh chị đổ lỗi đó, rồi xong sự kiện này xảy ra rồi là thế mình không đạt rồi. Và khi mà thời khắc các anh chị đổ lỗi cái là mình không có năng lượng luôn, mình mất đi sức mạnh, mình không có cái trí tuệ luôn các anh chị, mình không có nhiệt huyết luôn. Mà các anh chị biết năng lượng là năng lượng, chỉ có những cái cảm xúc tích cực nó mới giúp cho các anh chị, cảm xúc tích cực, yêu thương, biết ơn, vui vẻ, nó mới giúp cho các anh chị có năng lượng thôi, nó mới giúp cho các anh chị có được sự nhiệt huyết, nó giúp chúng ta có trí tuệ, có được cái sự sáng suốt để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Diễm nói rằng là trên cái hành trình mà Diễm đã chinh phục rất là nhiều những cái mục tiêu, không phải là mọi thứ nó suôn sẻ đâu các anh chị. Không phải là chắc là mình được trải thảm đỏ hết nên là mọi thứ nó suôn sẻ, không có.
mà chỉ có một thứ rất là suôn sẻ thôi, đó là tâm trí của mình. Tâm trí của dĩ bị suôn sẻ lắm nghe chị. Tâm trí của mình nó không có cho phép bất kỳ cái lý do nào xảy ra để mình có thể không đạt mục tiêu, không cho phép điều đó anh chị. Mà nó chỉ cho phép sao ạ? Không có quan tâm chuyện gì, tôi chỉ quan tâm là bên trong của tôi đã đạt mục tiêu rồi. Và tôi tin rằng là tôi đạt mục tiêu rồi là tôi đạt. Vậy thôi các anh chị. Đấy, chứ mình không có mất cái thời gian để mà mình bận tâm về những cái vấn đề đâu ạ. Vấn đề ơi, việc này xảy ra, việc kia xảy ra, cái chai xảy ra chắc là không đạt. Không. Mình không tập trung vào cái đó nha chị. Mỗi khi mà mình gặp những cái điều gì đó không có thuận lợi trên cái hành trình mình đi đúng không ạ? Thì Diễm đều dùng cái bộ công thức câu lạc bộ chia sẻ với các anh chị, đó là sức mạnh tiềm thức và hấp dẫn. Ngay lập tức mình nhắm mắt lại, mình hình dung tưởng tượng và mình sống như thể là mình đã đạt được mục tiêu rồi. Ngay lập tức chuyển đổi cảm xúc liền các anh chị, từ cảm xúc không tích cực, từ những cái tiếng nói nhỏ của mình nó sinh ra cho mình cảm xúc không tích cực, thì ngay lập tức mình chuyển đổi cảm xúc liền ngay chị. Và mình có cái sự xác quyết với lại tâm trí của mình rằng là cuộc đời của tôi là do tôi ra quyết định đúng không ạ? Cuộc đời của tôi là do tôi tạo ra. Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh của tiềm thức. Những cái gì có bên trong có bên ngoài, nên những cái sự kiện bên ngoài nó chả ảnh hưởng đến cuộc đời tôi cả. Chỉ có bên trong của tôi, nếu mà có những cái suy nghĩ gì đó không tích cực thì cái việc đó mới không, cái mục tiêu của mình mới không đạt được thôi. Còn nếu như mình vẫn xác quyết 100% thì Diệp nói với các anh chị rằng ngay lập tức các anh chị sẽ có cái con đường để giúp cho các anh chị có thể đạt được những cái mục tiêu các anh chị đặt ra. Diệp chia sẻ các anh chị bí kíp mới hồi sáng này đúng không ạ? Hồi sáng này thì thường là câu lạc bộ chúng ta có cái buổi Zoom đọc sách buổi sáng vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, là để mình luyện tập, mình thực hành những cái thói quen của người giàu có các anh chị. Thì trong cái lúc mà trời giờ rắc bụi phép màu buổi sáng, có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là chúng ta ra quyết định về cái kết quả trong ngày trước á, thì Diệp có nhắm mắt lại và mình có ra quyết định như này. Diệp nhắm mắt lại và Diệp tưởng tượng là trên tay của mình bây giờ đang là buổi tối kết thúc ngày rồi, trên tay của mình đang cầm cái hòn đá nhiệm màu. Cái hòn đá nhiệm màu là cái gì ạ? Là cái hòn đá mà mình neo những cái thành công của mình trong đó. Mình nhắm mắt lại đâu ạ, mình thấy rằng là mình ăn mừng hôm nay, cái điều tuyệt vời nhất, cái thành công nhất trong ngày hôm nay của tôi là tôi đã tìm ra được cái con đường để giúp cho tôi gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong 3 tháng tiếp theo lên gấp đôi. Tôi đang rất là vui hạnh phúc vì cái thành công này. Mặc dù sao ạ, mặc dù là buổi sáng nó không biết con đường nào đâu nha các anh chị, chưa biết cái chiến lược nào, chưa biết cái ý tưởng nào để có thể gia tăng doanh thu lợi nhuận gấp đôi đâu. Nhưng mà mình cầm hòn đá nhiệm màu buổi sáng, sáng sớm cầm hòn đá nhiệm màu tưởng tượng. Đang là buổi tối, đang nằm trên giường đúng không ạ? Mình nhìn ra ngoài trời, đang là buổi tối rồi. Mình đang cầm hòn đá nhiệm màu trên tay. Và mình ăn mừng thành công. Cái thành công hôm nay, thành công nhất của tôi ngày hôm nay đúng không ạ? Đó là tôi đã tìm thấy được cái con đường để 3 tháng tiếp theo tôi mới gia tiếp tục gia tăng cái doanh thu và lợi nhuận của mình lên gấp đôi luôn nha chị. Và buổi sáng đó chị nói thì Diễm xem đầu mình không biết cái con đường nào, không biết cách nào, không có biết cái cách nào hết trơn á. Các anh chị biết rằng là các anh chị khi mà các anh chị kinh doanh đó, Diễm đang là doanh nhân ha các anh chị, mà mình gia tăng gọi là doanh thu lợi nhuận lên lên, lên gấp đôi. Chẳng hạn như ví dụ như là doanh thu các anh chị lên 1 triệu tăng lên 2 triệu. Đó, giờ sao để từ tháng này, từ tháng 8 bước qua tháng 9 này là phải tăng gấp đôi. Không biết con đường nào cả. Thế là sao ạ? Thế là dùng cái bí kíp và chút xíu để chia sẻ với các anh chị. Và các anh chị có tin được mà là cho đến ngày hôm nay khi mà Diễm đang ngồi đây thì Diễm nói thật với các anh chị rằng ngày hôm nay vợ Diễm đã biết được cái con đường chính xác giúp cho mình đạt được cái mục tiêu tháng 9 gấp đôi. Thấy được chính xác luôn các anh chị. Trời ơi, nhiều lúc mình nghĩ sao mà cái bộ công thức câu lạc bộ nó vi diệu dữ đó trời. Hay lắm đấy chị ơi, nó vô cùng tuyệt vời mà sáng sáng nay Diễm còn chưa biết cách nào. Hai các anh chị rất là tuyệt vời luôn. Vậy nên thì Diễm nói các anh chị rằng là cái việc mà chúng ta chịu trách nhiệm với cái mục tiêu của các anh chị trong cái tháng 9 này rất là quan trọng. Trong những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra trong cuộc đời rất là quan trọng mà các anh chị ha. Nếu mà chúng ta có những cảm xúc không tích cực, mình bào chữa rồi mình đổ lỗi, hoặc là sao ạ,
hoặc là mình bị dính vào những cái ý kiến người khác nhiều quá. Hãy vượt lên những cái ý kiến người khác các anh chị. Có rất nhiều, có một số các anh chị rất là nhạy cảm trong cái việc mà cái cách mà người khác cư xử với mình, là họ nói này nói kia mình đúng không ạ? Mà khi mà có ai đó nói này nói kia các anh chị cái là tự nhiên các anh chị cảm thấy không vui, các anh chị cảm thấy không có hạnh phúc, thế là mình không có năng lượng. Là ví dụ như có một ai đó nói với các anh chị rằng bạn không có đủ tốt, bạn không có đủ giỏi, bạn không có làm được đâu, đừng có ảo tưởng nữa cái. Cái là tự dưng cái mình tin, cái chị tin, cái mình cái tự dưng cái chị không vui. Là cái chị ha, và cái điều đó nó cũng không giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu đâu ạ. Nè, nên là chúng ta phải sao các anh chị? Chúng ta phải là cái người biết được cái giá trị của chính cái con người của mình phải là người biết rõ nhất chứ. Dạ, yeah. Nói thật với các anh chị rằng là khi mà diễn qua cuộc sống như ngày hôm nay đúng không ạ, thì cũng có rất là nhiều người họ yêu thương mình, nhưng mà cũng có rất nhiều người họ không thích mình. Mình cũng chả biết là mình làm gì họ không thích. Thì đơn giản họ nhìn thấy mình đẹp, mình giàu, họ không thích. Đơn giản vậy thôi. Và họ nói này nói kia mình nhiều không ạ? Có. Nhưng mà được có một cái nha chị, đó là Diễm biết được cái giá trị con người của mình ở đâu, nên mình không có quan tâm những điều đó nha chị. Và những cái lời nói đó nó không thể nào chạm vào được các anh chị nếu như các anh chị không cho phép. Một cái con tàu các anh chị nó không thể nào bị đánh chìm trừ khi có một cái lỗ hổng nhỏ trên cái con tàu và nước tràn vào. Và một cái lời nói của ai đó không có thể nào là có thể là ảnh hưởng gì tới cuộc đời các anh chị nếu như các anh chị cho phép những cái lời nói đó nó trở thành con người của mình. Chính mình phải là cái người hiểu được giá trị con người mình nhất các anh chị. Chính các anh chị là cái người các anh chị hiểu được các anh chị đang làm cái gì. Các anh chị có sống đúng những cái quy luật vũ trụ hay không. Còn nếu như chính các anh chị mà các anh chị còn không tin tưởng mình nữa, mình còn không tôn trọng được chính mình nữa, người khác mới nói mình vài câu thôi các anh chị đã tin luôn, và mình không vui không hạnh phúc rồi, mình sinh ra những cảm xúc không tích cực rồi, làm sao mình có thể đạt được những cái mục tiêu của mình ha các anh chị ha. Nên là cái đó chúng ta cũng phải làm chủ đó các anh chị. Chúng ta cần phải làm chủ cái cảm xúc của mình, và mình còn phải làm chủ chính mình. Làm chủ cảm xúc có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là các anh chị, để mà các anh chị có thể đạt được cái mục tiêu ha, thì các anh chị cần phải làm sao để cái cảm xúc của các anh chị nó luôn tích cực, nó luôn vui vẻ, các anh chị nó luôn hạnh phúc. Tại vì nếu mà cái cảm xúc của các anh chị nó không vui á, thì các anh chị không có năng lượng để các anh chị làm gì trơn các anh chị. Nếu mà cảm xúc các anh chị không vui thì các anh chị cũng không có đủ trí tuệ để mình làm gì trơn. Các chị ha, nên là câu lạc bộ chúng ta có một cái buổi Zoom buổi sáng vào lúc 4:30 sáng. Đây là cái buổi Zoom để giúp cho các anh chị có thể biết cách làm chủ cảm xúc của mình. Khi mà các anh chị làm chủ cảm xúc của mình là các anh chị sẽ làm chủ cuộc đời của mình. Nếu chúng ta đi sâu vào luật hấp dẫn đó các anh chị, thì các anh chị luật hấp dẫn có nghĩa là những cái gì giống nhau thì hút nhau. Những cái gì giống nhau hút nhau các anh chị. Nên nếu mà bên trong của các anh chị luôn có cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, tích cực, tuyệt vời, giàu có, thành công, tự do, thì bên ngoài của các anh chị sẽ thu hút cái điều đó đến với cuộc đời của mình. Nên là cái chìa khóa ở đây đã làm sao để các anh chị có thể làm chủ được cảm xúc của mình luôn luôn trong trạng thái tích cực. Cái điều này không phải là chúng ta nói chúng ta có đâu các anh chị, mà chúng ta cần phải có cái sự rèn luyện. Nên nếu mà anh chị nào ở đây các anh chị muốn gọi là làm chủ cái cảm xúc của mình, mình làm chủ cái thân của mình, làm chủ thân tâm trí của mình, thì các anh chị tham dự cái buổi Zoom vào lúc 4:30 sáng của câu lạc bộ chúng ta. Các anh chị ha, đây là cái buổi Zoom để giúp cho các anh chị có thể rèn luyện những thói quen của người thành công, để giúp cho các anh chị có thể là sao ạ, đạt chính xác cái mục tiêu tháng 9 này sắp tới. Và cái bí kíp tiếp theo mà Diễm muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay đúng không ạ, mà nó đã giúp cho Diễm đạt được rất là nhiều những cái mục tiêu của mình, đó là các anh chị phải đo lường được cái sự tiến bộ của bản thân. Công thức đặt mục tiêu thì chút xíu thì sẽ chia sẻ. Bây giờ Diễm sẽ chia sẻ các anh chị cái bí kíp để giúp cho các anh chị đạt mục tiêu đó. Này là bí kíp thực chiến nha, có nghĩa là Diễm đã ứng dụng và mình đạt chính xác mục tiêu của mình luôn các anh chị. Đó là các anh chị cần phải đo lường được cái sự tiến bộ của bản thân các anh chị. Đo lường được cái sự tiến bộ của bản thân các anh chị ha. Các chị biết rằng là bên trong con người của chúng ta các anh chị, đó là có tâm, bên trong tâm thức của chúng ta có hai phần, nó một phần ý thức, một phần tiềm thức. Các anh chị, cái phần ý thức là nó chỉ chiếm 10% thôi.
Nhưng mà cái phần tiềm thức thì nó chiếm 90%. Những cái nhà khoa học trên thế giới họ nghiên cứu là con người chúng ta mới chỉ sử dụng được 2%. 2% cái năng lực của ý thức thôi các anh chị. Chúng ta chưa có tận dụng được hết 98%. Các chị cứ tưởng tượng như này. Giống như là cha mẹ chúng ta cho chúng ta một cái tài khoản tiết kiệm là 100.000 đô. Mà mình mới xài có 2.000 đô. Còn 98.000 đô kia mình chưa dùng. Nên là nếu như mà các anh chị biết cái cách mà chúng ta có thể tận dụng được tối đa được cái năng lực phi thường ở bên trong của mình, thì các anh chị có thể đạt được một điều mà các anh chị mong muốn cuộc sống. Hai các anh chị ha. Vậy thì đo lường cái sự tiến bộ bản thân có nghĩa là sao các anh chị? Đó là các anh chị cần, khi mà các anh chị đặt ra một mục tiêu nào đó thì chúng ta cần phải có một cái gọi là một cái kỳ hạn. Là một cái kỳ hạn mình đặt cho bản thân của mình bắt buộc mình phải hoàn thành. Và mình đo lường cái mục tiêu của mình hàng ngày. Đo lường hàng ngày các anh chị, như Diễm là Diễm đo lường hàng ngày. Và Diễm sẽ chia sẻ các anh chị cái bí kíp để giúp cho các anh chị có thể giữ được cái sự tập trung cho cái mục tiêu của các anh chị, để trong cái tháng 9 này mình vượt ngoạn một cái mục tiêu. Các anh chị biết rằng là trong cái buổi sáng mà trong câu lạc bộ chúng ta thực hành những cái thói quen của người thành công, làm chủ cảm xúc đúng không ạ, làm chủ tâm trí đó, thì chúng ta có viết những cái điều biết ơn cuộc sống đúng không ạ, những điều biết ơn trong cuộc sống các chị. Thì đa số nha, trong cuốn sổ biết ơn của Diễm thì trước khi Diễm viết 10 điều biết ơn thì Diễm đều ghi chính xác cái mục tiêu của mình, mà mình ghi ở cái thì giống như là mình đã đạt được mục tiêu của anh chị. Không có ngày nào mình không có nhớ tới mục tiêu của mình đó anh chị. Lúc nào trong sổ của Diễm, cái việc đầu tiên khi mà Diễm biết ơn đó, Diễm ghi chính xác mục tiêu của mình. Nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Các anh chị nên nhớ rằng những cái mục tiêu nào vào bên trong tiềm thức của các anh chị thì thông qua luật hấp dẫn chúng ta mới thu hút được cái điều đó. Nên là các anh chị có thể tận dụng thêm cái bí kíp này của Diễm ha. Đó là buổi sáng khi mà chúng ta viết cái lòng biết ơn, thì đầu tiên đó là mình cần phải viết mục tiêu của mình trước. Mục tiêu ở cái thì mình đã đạt được rồi. Và các anh chị thử tháng 9 này, các anh chị ứng dụng nè, các anh chị sẽ thấy là một cái điều cực kỳ vi diệu xảy ra đó, các anh chị sẽ đạt vượt chính xác mục tiêu của mình luôn. Mà thêm một cái bí kíp nữa đó là giúp cho Diễm luôn đạt chính xác mục tiêu, là không những là mỗi ngày mình đều lặp đi lặp lại mình ghi ra nha, không để trong đầu luôn các anh chị. Trong đầu là ok rồi, trước khi ngủ tối, trước khi ngủ sáng, trước khi thức dậy ha, nhưng mà hàng ngày Diễm đều ghi cái mục tiêu của mình, theo sát mục tiêu của mình mỗi ngày luôn các anh chị. Và cái lúc mà câu lạc bộ chúng ta buổi sáng thực hành cái việc mà rắc bụi phép màu á, thì các anh chị biết rằng là cái đầu tiên mà Diễm rắc bụi phép màu trong ngày đó là Diễm thấy được chính xác cái con số tiền mà ngày hôm nay mình đã đạt được trong cái bức tranh tài chính của mình, là mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi. Diễm luôn thấy chính xác nha các anh chị, thấy được, tại vì Diễm kinh doanh đúng không, Diễm thấy cả về những cái thu nhập cá nhân, về doanh thu, về lợi nhuận. Ngày nào mình bỏ mỗi buổi sáng rắc bụi phép màu, nên là anh chị nào ở đây mà các anh chị người mới, Diễm khuyên các anh chị nha, đó là các anh chị nên tham dự cái Zoom sáng của câu lạc bộ vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Đây là cái buổi Zoom giúp cho các anh chị rèn luyện rất nhiều thói quen của người thành công, và Diễm nhờ những cái buổi Zoom này mà Diễm đạt rất là nhiều những cái thành công của mình chính xác luôn nha chị. Diễm sẽ chỉ cho các anh chị cái cách mà Diễm nó theo sát mục tiêu của mình mỗi sáng như thế nào nha. Mỗi sáng rắc bụi phép màu có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành mọi thứ bên trong tâm trí trước khi bắt đầu ngày mới. Nên khi Diễm nhắm mắt lại thì Diễm thấy được là ngày hôm nay tiền của mình về bao nhiêu, ngày hôm nay mình đạt được bao nhiêu phần trăm bức tranh của mình vui vẻ, mình ăn mừng hay mình hạnh phúc làm sao. Và mỗi ngày trôi qua thì Diễm đều bám sát theo mục tiêu của mình các anh chị. Các anh chị biết là cái bộ não của mình nó như thế này nè, đó là khi mà có ai đó mà theo dõi mình đó, là tự nhiên cái mình có vẻ như là mình nghiêm túc lắm các chị. Có bao nhiêu số các chị đang ăn mà tự nhiên có một ai đó theo dõi mình thì mình cũng bắt đầu mình cũng chỉnh chu hơn đúng không các chị ơi, mình cũng bắt đầu quan sát mình, con mình ăn uống làm sao rồi các thứ đúng không ạ. Hay là khi mà mình vào phòng họp đó, mình vào phòng họp có một ai đó nói rằng là sao ạ, tất cả mọi người đang lắng nghe bạn, cái là tự nhiên cái mình thấy là mọi người đang theo dõi mình, cái là mình cũng nghiêm túc của bạn, mình cũng có cái sự khác hơn. Vậy thì mình đâu cần phải ai phải chờ theo dõi mình đâu, mà chính mình theo dõi mình, ngày nào mình cũng theo dõi mình trơn.
coi là ngày hôm nay mà nó đạt được bao nhiêu phần trăm bức tranh rồi. Và mình hình dung nó bên trong tâm trí trước, những bí kíp mà các anh chị, lần bí kíp là bí kíp để sở hữu mọi tài sản mà các anh chị mong muốn, theo sát từng ngày đúng không, theo sát từng ngày luôn các anh chị. Nếu mà chúng ta làm một mình thì các anh chị bảo rằng một mình thì không có thói quen, không có môi trường, thì câu lạc bộ chúng ta đã tạo được cái dung sáng đó, cho các anh chị có cái môi trường đấy à, để chúng ta có thể cùng nhau rèn luyện những thói quen tốt đó. Và các anh chị nhớ rằng cái bí kíp tiếp theo để các anh chị có thể đạt chính xác mục tiêu của mình, đó là các anh chị cần phải bám sát và theo dõi mục tiêu của mình hàng ngày. Các anh chị phải viết xuống đi ạ. Viết xuống đầu tiên là lặp đi lặp lại cái mục tiêu của mình đã đạt được rồi như thế nào. Và tiếp theo là phải hình dung nó được bên trong tâm trí, phải theo dõi nó mỗi ngày. Theo dõi nó các anh chị, theo dõi nó ngày hôm nay. Là mình phải ra quyết định luôn là ngày hôm nay phải đạt được bao nhiêu phần trăm bức tranh, ngày hôm nay phải đạt bao nhiêu phần trăm bức tranh, ngày mai phải đạt bao nhiêu phần trăm bức tranh, là mỗi ngày chúng ta theo sát cái mục tiêu của mình mỗi ngày. Hai các anh chị ha. Khi mà các anh chị làm điều này á, thì các anh chị sẽ kích thích được cái tiềm thức, gọi là hoặc là ở trong những cuốn sách á, thì họ gọi là cái gì, họ gọi là cái tâm trí vô thức. Có nhiều cái cuốn sách họ gọi là tâm trí vô thức, hoặc là có nhiều nơi được gọi là tàng thức, được không? Có một số cuốn sách thì gọi là tiềm thức. Đó là sao ạ? Chiếm 90% ở bên trong tâm thức chúng ta. Đây là cái con người phi thường đấy các anh chị. Khi mà các anh chị làm cái điều này, các anh chị làm cái bí kíp này, nó sẽ giúp cho các anh chị rồi có thể khai phá được cái tiềm thức bên trong các anh chị. Cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ vào tiềm thức của mình. À, và cái gì mà các anh chị tập trung cái đó mở rộng. Ngày nào các anh chị cũng tập trung y chang như là cái việc mà chúng ta bỏ quỹ tự do tài chính, chúng ta có một cuốn sổ để chúng ta biết số dư. Thì cái mục tiêu của các anh chị khi mà các anh chị tập trung mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày như vậy à, thì tiềm thức của các anh chị biết rằng chủ nhân của tôi đang rất là tập trung cái điều này, nên ưu tiên các anh chị sẽ giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu đó à, các anh chị ha. Nên cái mục tiêu suốt tháng 9 này à, chút xíu để Dũng hướng dẫn cho các anh chị, thì chúng ta cũng phải sao ạ à? Theo sát mỗi ngày, theo sát mỗi ngày. Đầu tiên là mỗi ngày viết xuống, mỗi ngày Dũng đều viết như này các anh chị. Hôm nay là ngày tháng năm bao nhiêu và tôi đã đạt được cái mục tiêu gì đó. Và Diễm ví dụ mục tiêu 30 ngày thì Diễm viết 30 lần vào mỗi buổi sáng ấy. Mỗi ngày viết, mỗi ngày đều viết. Sau đó biết ơn tất cả những cái điều gì đã giúp cho mình đạt được mục tiêu đó, biết ơn anh chị. Rồi, bắt đầu tới cái việc rắc bộ phép màu trong ngày là phải bám sát mục tiêu và hình dung tưởng tượng ngày hôm nay tiền về bao nhiêu, mình đạt được bao nhiêu phần trăm bức tranh. Hai các anh chị ha, và mỗi ngày đều như vậy hết. Và đây là cái bí kíp là để giúp cho Diễm luôn đạt chính xác mục tiêu đó các anh chị. Mình định ra được ngày nào mình cũng phải đạt mục tiêu, và Diễm đã theo sát nó từng ngày rồi, nên là mình luôn luôn đạt được chính xác mục tiêu của mình. Hai các anh chị ha. Và các anh chị biết rằng á là có ba cái chìa khóa để đạt, để giúp cho các anh chị có thể đạt được phong độ đỉnh cao. Bao nhiêu số các anh chị mong muốn mình có thể đạt được cái phong độ đỉnh cao nhất trong tháng 9 này để các anh chị có thể đạt chính xác mục tiêu của mình ạ? Anh chị nào mong muốn comment tôi phong độ đỉnh cao nghe anh chị, năng lượng tràn đầy à, lúc nào mình cũng năng lượng đỉnh cao hết, mình cũng có phong độ đỉnh cao giúp cho mình đạt chính xác mục tiêu ạ. Có ba cái chìa khóa ha, cho chị ghi lại để giúp cho các anh chị, và trong cái tháng 9 này chúng ta cần phải rèn luyện. Khi mà chúng ta viết xuống nó chưa phải là của mình đâu anh chị, khi mà các anh chị đọc các anh chị thấy hay nó cũng chưa phải là của mình đâu. Chỉ khi mà các anh chị ứng dụng nó thì ứng dụng lặp đi lại nhiều lần thì nó mới là của mình. Ba chìa khóa để giúp cho các anh chị có phong độ đỉnh cao nhất để mình có thể thực hiện tất cả những cái mục tiêu của mình anh chị. Thứ nhất đó là sự cam kết, thứ nhất là sự cam kết các anh chị. Thứ hai đó là sự hoàn chỉnh, và thứ ba đó là sự kết thúc. Vậy thì sự cam kết có nghĩa là sao các anh chị? Để mà Diệp có thể đạt được tất cả những mục tiêu của mình nha anh chị, không phải là mình nói cho có đâu ạ, mà đó là cái sự cam kết. Cái sự cam kết có nghĩa là cho dù như thế nào, cho dù ra sao, thì mình phải đạt được cái mục tiêu trong cuộc đời của mình. Chỉ có một con đường thôi, không có con đường thứ hai.
Đó được gọi là sự cam kết các chị. Sự cam kết là không có đường lùi đâu ạ. Chỉ có một con đường duy nhất là đạt được thành công thôi. Thì được gọi là sự cam kết. À, Diễm hay lấy cái ví dụ này để cho các anh chị hiểu được sự cam kết là như thế nào. Những ví dụ hay, rất hay ví dụ, thấy nào cũng ví dụ. Ví dụ như có hai cái tòa nhà rất là cao, và con của mình đang ở bên tòa nhà bên kia đang ngồi chơi các anh chị, đang chơi được chơi ha. À, bây giờ thì từ cái tòa nhà này qua tòa nhà bên kia nó chỉ có một cái cây cầu rất là nhỏ thôi. Hai cái tòa nhà như này, giờ cây cầu bắc qua rất là nhỏ các anh chị, mà gió rất là mạnh. Giờ con có cái chị đang ngồi chơi bên kia, giờ cũng trời cũng gần, giờ gần chiều tối rồi. Trường hợp thứ nhất ha các anh chị ha, trường hợp thứ nhất trước đó là Diễm cá với các anh chị rằng là chỉ đủ hai bước chân thôi, hai bước chân thôi, các anh chị kê lên cái là hết cái cầu rồi. Nếu mà các anh chị qua đó thì Diễm sẽ cho các anh chị $1,000 thì các anh chị có qua không ạ? Một cái cầu rất là nhỏ này các anh chị nói rằng là giờ Diễm kêu chị qua đó đi, thôi bây giờ cho 1 triệu đi, triệu hoặc là sao ạ, 2 triệu luôn hoặc là 3 triệu luôn, tiền Việt Nam cho các anh chị có thể nắm được ha. Giờ qua đi các anh chị qua đi cho 1 triệu đồng, cầu sớm các chị cũng mới qua ha, đó, thấy tiền là qua liền đúng không ạ? Là nhớ anh chị đã học chương trình doanh nhân đúng không ạ? Ok. Nhưng có một số các anh chị bảo rằng ít quá không qua. Có một số các anh chị qua, nhưng sẽ có một số các anh chị là không qua. Tại vì mình thấy rằng tính mạng tôi quan trọng nhờ. Đúng không các anh chị? Nhưng mà trường hợp thứ hai bây giờ không phải là 1 triệu đồng hay 2 triệu đồng nữa. Mà bây giờ con của các anh chị đang ngồi bên đó chơi. Giờ trời xế tối rồi. Giờ các anh chị không qua ôm con mình về là giờ tối nay con các anh chị không muốn về nhà ngủ được. Giờ cái cầu này giờ nó khá là nhỏ mà giờ gió hơi mạnh các anh chị. Đang bão gió mạnh. Giờ các anh chị không qua ôm con mình về là không có ai ôm con các chị về hết trơn. Thì ở trường hợp thứ hai này các anh chị có qua không ạ? Những anh chị mà không qua lúc nãy thì trường hợp thứ hai này các anh chị có qua không ạ? Ví dụ như có thể là cái cách thứ nhất là cái cây cầu đó nó nhỏ quá mình qua không được, nhưng mà mình có bỏ cuộc không các anh chị? Cái vấn đề trước mắt của mình là gì? À, cái cầu này nó quá nhỏ và gió thì quá lớn nên là có thể là nếu như mình thì mình qua không được. Nhưng mà các anh chị có bỏ cuộc không ạ? Không bỏ cuộc. Có phải là lúc đó các anh chị sẽ tìm bằng đủ mọi cách không ạ? Có chị có thể là các anh chị sẽ yêu cầu cái sự giúp đỡ. Có thể là các anh chị sẽ tìm bằng mọi cách, một cách nào đó để các anh chị có thể ôm con của mình về. Và mình chỉ có một cái lựa chọn thôi đúng không ạ? Chỉ có một cái lựa chọn, chỉ có một con đường thôi, đó là phải qua ôm con mình về. Đâu còn có lựa chọn nào khác. Chỉ lẽ mình bỏ con mình sao? Vì thì đó được gọi là sự cam kết. Được anh chị ơi? Cái sự cam kết ở đây có nghĩa là cho dù như thế nào, cho dù ra sao, cho dù trước mắt mình các anh chị có thấy được những cái gì không thuận lợi đi chăng nữa, thì mình vẫn luôn chỉ có một con đường thôi, đó là mình phải hoàn thành nó, mình phải đạt được cái mục tiêu đó, thì được gọi là cam kết. Và nếu mà đã cam kết rồi thì không có đổ lỗi đâu các anh chị, không có than phiền, không có oán trách đâu. Bây giờ có đổ lỗi, than phiền, không oán trách thì mình vẫn phải đạt mục tiêu đó. Nên là sau khi đổ lỗi, than phiền, oán trách xong thì vẫn phải đứng dậy, vẫn phải nhận lại trách nhiệm để mà đạt được cái mục tiêu đó, đúng không ạ? Mình gạt đi những cái than phiền, gạt đi những cái đổ lỗi vào một bên các chị, mà mình làm chủ cuộc đời của mình, hay được gọi là sự cam kết. Và tất nhiên rồi, để mà các chị có được cái phong độ đỉnh cao các chị, thì chúng ta cần phải xây dựng được cái sự cam kết này. Và tiếp theo, cái sự hoàn chỉnh. Vậy thì cái sự hoàn chỉnh có nghĩa là như thế nào các chị? Cái sự hoàn chỉnh có nghĩa là có một số các anh chị làm công việc á, chúng ta chỉ làm tầm khoảng ráng hoàn thành 90% thôi là thấy ngon rồi ha. Mà các chị ha, ví dụ như hồi xưa chúng ta nói rằng chúng ta hoàn thành 95% thôi là ổn rồi. Trong cái công việc thường ngày của mình á, mình cứ nghĩ rằng mình hoàn thành 95% thì chắc là tốt rồi. Nhưng mà dù nói các anh chị rằng là chỉ có 100% mới thành công thôi các anh chị. 95% vẫn không thành công đâu ạ.
95 độ thì nước vẫn chưa sôi, cái chị 100 độ nước mới sôi. Là cái chị có thể thấy rằng là nếu như có một cái quán ăn, có một cái nhà hàng, là mà có một cái nhà hàng hay các anh chị, họ nói rằng là sao là họ đảm bảo 95% an toàn. Có nghĩa là 100 người vô ăn thì sẽ có 95 người ăn an toàn, còn 5 người ăn là không an toàn. Thì các anh chị có dám vô ăn mà. Các chị có thể comment gì mà. Cái nhà hàng á, nó là sao à, tôi đảm bảo 95% an toàn nha, còn 5 người nào xui đáng chịu tôi không biết. Thì các anh chị có vô ăn không ạ? Không. Hoặc là có một cái hãng máy bay, và cái hãng máy bay đó đã nói rằng là tôi đảm bảo 95% an toàn. Có nghĩa là sao ạ? Trong 100 chuyến bay thì sẽ có 95 chuyến bay an toàn, còn 5 chuyến bay không an toàn, ai xui đáng chịu. Thì các anh chị có dám đi không ạ? Các anh chị có dám đi cái hãng đó không các anh chị? Hay là các anh chị sẽ chọn cái hãng khác à? Cái hãng nào 100% an toàn? Cái sự hoàn chỉnh ở đây đó là chúng ta làm mọi việc một cách hoàn chỉnh, cái anh chị, một cách chỉnh chu mà 100% à, các anh chị ha. Chúng ta hoàn chỉnh cái công việc chúng ta làm một cách hoàn chỉnh 100%, chứ không phải là 90%, cũng không phải là 95%. Và cái thứ ba là cái sự kết thúc là như thế nào. Đó là khi mà chúng ta làm một công việc nào đó thì chúng ta đã bắt tay vào làm rồi thì phải làm cho nó tới cùng các anh chị. Có bắt đầu phải có kết thúc, không có làm mà 50-50, không có làm dang dở xong rồi để đó đúng không ạ, thành một đống quá 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 trời việc, không có việc nào hoàn thành xong hết. Mà chúng ta luôn có bắt đầu, chúng ta có kết thúc. À, nếu mà các anh chị rèn luyện cho mình ba cái thói quen này, nó sẽ tạo cho các anh chị một cái phong độ cực. Đó là trong cái cơ thể chúng ta nó không có điều tuyệt vời như này các anh chị. Đó là một cái liều thuốc kỳ diệu của tự nhiên. Vậy thì liều thuốc đó là cái gì? Mỗi khi mà các anh chị hoàn thành bất kỳ một cái công việc nào ha, thì não của các anh chị nó sẽ sinh ra endorphin. Các anh chị, endorphin là gì ạ? Endorphin nó là một cái, nó sẽ giúp cho các anh chị cảm thấy rất là hưng phấn, cảm thấy rất là vui vẻ, cảm thấy rất là sảng khoái, cảm thấy rất là hạnh phúc, và nó rất là cảm thấy rất là bình an. Đây là cái endorphin được sinh ra. À, các anh chị, khi mà các anh chị, cái công việc của các anh chị mà các anh chị hoàn thành đó, các anh chị hoàn thành 100% á, khi mà các anh chị làm xong rồi các anh chị cảm thấy vui không ạ? Nếu như các anh chị được nhận một cái việc và các anh chị hoàn thành nó một cách hoàn chỉnh và trước deadline luôn, thì các anh chị có vui không ạ? Vui, hạnh phúc các anh chị. Khi mình làm cái gì, mình kết thúc cái đó, thì khi mà các anh chị kết thúc xong thì các anh chị có thể cảm thấy tự nhiên cái cơ thể mình nó vui không các anh chị? Mình hoàn thành xong được một cái việc nào đó mình thấy vui các anh chị ha? Thấy vui, thấy hạnh. Rồi, giờ nó quay trở lại ha các anh chị ha. Gọi là nghiện cái sự tích cực. Nghiện cái sự tích cực các anh chị. Tại vì khi mà mình có sự cam kết với mục tiêu của mình đúng không ạ? Mình luôn có sự hoàn thành 100%, mình luôn có bắt đầu có kết thúc. Sau khi mà các anh chị hoàn thành thành xong những cái việc rất xuất sắc thì cái cơ thể của mình nó sẽ sinh ra endorphin. À, đây là một cái loại hormone giúp cho các anh chị rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất là tuyệt vời, và nó làm cho phong cách phong độ của mình đỉnh cao. Các anh chị, và đó là cái chìa khóa, ba cái chìa khóa để giúp cho các anh chị có được cái phong độ đỉnh cao nhất. À, và mình cần phải rèn cho mình cái thói quen các anh chị ha. Đó là cái bí kíp đó các anh chị, những chia sẻ các anh chị cái bí kíp để giúp cho các anh chị có một cái năng lượng đỉnh cao. Công nhận tháng này những chia sẻ nhiều bí kíp quá các anh chị ha. Quá nhiều bí kíp rồi. Giờ tháng này là các anh chị học xong chương trình này của Diễm là phải mục tiêu là phải đạt lên 200% đấy anh chị. Là mình đặt ra mà đạt 100% là phải vượt mục tiêu 200% nhé. Ok các anh chị ha. Và bây giờ thì Diễm sẽ chia sẻ các anh chị, vậy thì chúng ta cần phải thiết lập cái mục tiêu như thế nào để mình có thể khai phá được cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình. À, vừa rồi là những cái bí kíp đó mà bây giờ Dũng sẽ chia sẻ các anh chị cái cách mà chúng ta đặt mục tiêu như thế nào.
À, anh chị để giờ có bí kíp rồi mà giờ không có cái công thức để ứng dụng thì cũng như không đúng không ạ? Rồi Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị ha những cái bí kíp là thiết lập mục tiêu thông minh. À, khi mà các anh chị ứng dụng cái bí kíp này của Diễm và các anh chị thì các anh chị sẽ khai phá được cái sức mạnh, cái con người phi thường bên trong của mình, và các anh chị có thể ứng dụng được một luật hấp dẫn, để gọi là luật hấp dẫn sẽ dẫn đường sẵn hết cho các anh chị và sẽ thu hút cho các anh chị mọi nguồn lực giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu. Và cái công thức ngày hôm nay đó chúng ta vẫn sẽ đặt theo như hàng tháng, đó là cái công thức đặt mục tiêu thông minh. Các anh chị comment giúp Diễm đi ạ. À, công thức đặt mục tiêu thông minh ạ. À, vậy thì cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra nó cần phải như thế nào thì các anh chị có mới có thể khai phá được cái sức mạnh bên trong cái con người của mình các anh chị. Thứ nhất là cái mục tiêu của các anh chị đặt ra, đúng không ạ? Nó phải đơn giản và cụ thể các anh chị. Đơn giản cụ thể. Cái mục tiêu của các anh chị càng đơn giản bao nhiêu, càng cụ thể bao nhiêu, đúng không ạ? Thì sao ạ? Thì các anh chị sẽ càng dễ đạt được cái điều đó bấy nhiêu. Tại vì các anh chị cần phải biết rằng như này các anh chị. Mục tiêu mà càng đơn giản mà càng cụ thể đó, thì khi mà các anh chị biết được chính xác cái điều mà các anh chị mong muốn rồi, mà cái điều đó là cái điều mà các anh chị khao khát đó, thì nó mới kích thích được gọi là cái năng lượng, cái nhiệt huyết, cái đam mê, cái cảm xúc. Còn nếu như mà các anh chị đặt ra một cái mục tiêu mà mình chẳng hạn như mình nói như thế này: tôi muốn cuộc sống giàu có. Vậy thì giàu có là giàu có như thế nào các anh chị? Nếu bên trong đầu của mình trước giờ mình chưa biết được cái cuộc sống giàu có là như thế nào hết thì mình đâu có cảm xúc đâu các anh chị. Nào mà mình không có cảm xúc các anh chị, và khi mà các anh chị mà không có cảm xúc á, trong đầu của mình không có được cái hình ảnh đó, nó quá là trừu tượng đi, thì các anh chị sẽ không có cảm xúc. Và nếu mà không có cảm xúc thì sẽ không giúp cho các anh chị có thể hành động. Mà các anh chị không có hành động thì các anh chị sẽ không nắm bắt được những cái nguồn lực vũ trụ mang tới. À, nên mục tiêu chúng ta đặt ra, cái chị cứ ghi là gì sẽ hết ha, nó là phải thật đơn giản và cụ thể. Vì ví dụ như tháng 9 này các anh chị mong muốn mình đạt được những cái mục tiêu gì, thì chúng ta có một số các anh chị, ví dụ các anh chị muốn sở hữu nhà, tài sản nhà nhà thì các anh chị cần phải biết được là cụ thể là cái ngôi nhà của các anh chị nó bao nhiêu tiền, nó ở đâu, diện tích bao nhiêu, đơn giản cụ thể ha các anh chị. Và cái mục tiêu của các anh chị khi đặt ra thì nó phải đo lường được. Và như Diễm nói rồi, mục tiêu của mình nó phải có cảm xúc. Tại vì sao ạ? Tại vì nếu như nó không có cảm xúc thì các anh chị sẽ không có hành động đâu. Có một số các anh chị nhắn tin hỏi Diễm như thế này nè. Đó là: Diễm ơi, chị có mục tiêu, chị biết được chị muốn cái gì, nhưng mà chị không có được siêng để làm. Và chị biết luôn là nếu mà chị không được siêng như vậy thì chị sẽ không đạt được mục tiêu. Giờ chị không biết làm cách nào hết. Vậy thì cái chị biết lý do tại sao mà đó là vì cái mục tiêu chị ấy đặt ra nó không đủ hấp dẫn. Cái mục tiêu chị ấy đặt ra đó là cái điều mà chị ấy chưa thực sự mong muốn. Nó có thể các anh chị những ví dụ nhé, có thể là có một số các anh chị nghĩ rằng là cái ước mơ 1 triệu đô la thì ai cũng muốn. Bao nhiêu số các anh chị ở đây mong muốn trở thành 1 triệu phú ạ? À, có tổng tài sản 1 triệu đô, comment tôi cũng thấy ạ. À, ai cũng muốn cả đúng không các anh chị? Ai cũng ao ước là mình có 1 triệu đô hết. Sau đó mình thấy người bạn của mình kế bên đặt mục tiêu là triệu, có tài sản 1 triệu đô, thế là mình cũng đặt mục tiêu có tài sản 1 triệu đô. Nhưng mà không biết sao mình đặt mục tiêu ra xong cứ mình không hành động gì hết, mình không làm gì hết, mình dẹp mục tiêu qua một bên. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy, ví dụ như khi mà mình thấy, ví dụ các anh chị thấy rằng là khi mà các anh chị nghĩ về ví dụ cái ngôi nhà đi, các anh chị thấy ba mẹ của các anh chị ở trong cái ngôi nhà mưa gió các thứ rồi mà không có được ok, và các anh chị mong muốn là mình xây cho ba mẹ của mình một cái ngôi nhà, có thể là một cái ngôi nhà khang trang hơn để ở. Và khi mà các anh chị nghĩ về điều này, các anh chị có cảm xúc. Và khi mà các anh chị có cảm xúc thì nó sẽ dẫn tới cái việc các anh chị sẽ có cái hành động nó diễn ra. À, các anh chị ha, không phải là cái anh chị nghe bạn của mình đặt mục tiêu cái mình đặt mục tiêu theo, và sau đó thì cái mục tiêu đó không có cảm xúc gì mình hết, nó không dẫn tới mình hành động. Thay vì như vậy, các anh chị hãy là cái người hiểu chính mình nhất. Các anh chị phải biết được các anh chị thực sự đang khao khát cái gì, các anh chị đang mong muốn cái gì,
cái mục tiêu gì nó sẽ làm cho cái cơ thể của các anh chị cảm thấy rung lên đúng không ạ? Cảm thấy rung lên, cảm thấy mong muốn đạt được nó, đạt được một cách gọi là xuất sắc. Cái cơ thể của các anh chị nó khiến các anh chị phải hành động. Cái cơ thể của các anh chị nó thúc đẩy mình cần phải hành động một cái gì đó, phải có một cái sự thay đổi nào đó để mình đạt được mục tiêu. Chứ không phải là mình thấy bạn mình đặt mục tiêu thế là mình cũng đặt. Và rồi mình không có mục tiêu với mình không có cảm xúc với mục tiêu đó. Như bạn mình thì có, mình thấy bạn mình nó hành động dữ lắm. Mình thấy ai cũng bạn mình cũng đạt mục tiêu hết trơn, xong mình tự nhiên mình cũng không có hành động gì hết trơn. Hai cái chị ha. Nên là mục tiêu của bạn mình đó là cái bức tranh có cảm xúc với họ. Nhưng mà đối với các anh chị thì các anh chị phải biết được cái điều gì nó làm cho các anh chị cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi mà các anh chị nghĩ về. Giống như là Diễm kể các anh chị nghe là ở trong câu lạc bộ của chúng ta đó là có một cái chị học viên hôm bộ gì cũng mới kể thu nhập của chị ấy kinh doanh đúng không ạ, và thu nhập của chị hàng tháng là 200 triệu, 200 triệu một tháng đó chị. Cái chị ấy đặt ra mục tiêu đó là chị ấy đặt ra mục tiêu là 400 triệu. Xong chị ấy không đạt được mục tiêu, chị ấy nói rằng là chị ấy đặt ra bức tranh nhưng mà chị ấy không đạt được mục tiêu. Và Diễm cũng thấy rằng chị ấy cũng vào Zoom câu lạc bộ cũng không có được nghiêm túc lắm đúng không ạ. Cái là bữa đó là mình mới nói chuyện với chị, mình hỏi rằng là thu nhập của chị đến 200 triệu một tháng là đúng rồi, thu nhập chị đến 200 triệu một tháng giờ cuộc sống cũng vui vẻ. Nhưng hỏi rằng là vậy thì bao giờ cái thu nhập của chị mới lên 2 tỷ một tháng đây? Tại vì sao các anh chị? Tại vì Diễm biết rằng cái nhiệt kế tài chính của chị này rất là cao nha các anh chị. Chị ấy vào trước kia chị ấy đã từng kiếm ra được hàng nghìn tỷ. Diễm biết là nhiệt kế tài chính rất cao. Nên đối với những cái con số nhỏ như vậy chị ấy bắt không có cảm xúc. Thế là Diễm hỏi rằng là khi nào công việc kinh doanh của chị sẽ kiếm cho chị 2 tỷ một tháng này? Thế là mắt dậy sáng lên các anh chị. Mắt sáng lên, bắt đầu cả cơ thể được thức tỉnh. Các tế bào bên trong nó rung lên, cái chị nó thức tỉnh. Thức tỉnh là chị ấy nói đúng rồi em ơi, chị có cảm xúc rồi em ơi. Và trước giờ chị không có cảm xúc với mục tiêu, mà bây giờ chị có cảm xúc rồi em ơi, trời ơi mừng quá. Bắt đầu ra chị ấy học cực kỳ nghiêm túc luôn. Có nghĩa là những cái mục tiêu mà nó cảm xúc của các anh chị đó, nó sẽ thúc đẩy các anh chị hành động. Hai cái chị ha, nên là mình hãy chọn cho mình một cái mục tiêu nào đó để các anh chị nghĩ về cái tương lai khi mình đạt được điều đó, các anh chị cảm thấy thật là cảm xúc. Và cái điều mà cái đặt mục tiêu ra nó phải có cái ý nghĩa với mình các chị, mục tiêu nó phải có cái ý nghĩa, có ý nghĩa với các anh chị. Nhìn nhắc lại ha, mục tiêu nó phải đơn giản cụ thể nè, đo lường được, có cảm xúc và có ý nghĩa. Vì ví dụ ha các anh chị ha, ví dụ như là một tháng 9 này mình sẽ chỉ cho các anh chị cái cách để mình đặt mục tiêu 30 ngày trước, mình ứng dụng một mục tiêu tài chính 30 ngày trước. Vậy thì đơn giản cụ thể đo lường được là sao? Các anh chị có thể đặt mục tiêu tài chính tháng 9 của mình bằng một cái số tiền cụ thể. Các anh chị có thể là sao ạ? Trung bình cộng 2 tháng thu nhập gần nhất của các anh chị, trung bình cộng ra. Sau đó các anh chị gấp đôi lên. Vì ví dụ nha. Ví dụ như là tháng 8 của các anh chị thu nhập là 50 triệu. Tháng 7 thu nhập của các anh chị là 20 triệu. 50 triệu cộng với 20 triệu là 70 triệu đúng không ạ? 70 triệu các anh chị chia đâu ra? Là nhiêu ạ? À? Là tầm khoảng 35. Là 35 các anh chị nhân đôi lên. Nó sẽ ra cái mục tiêu mà các anh chị đặt. Đó là dành cho những anh chị mới. Thành công, nối tiếp thành công các anh chị. Giờ mình mê quá, có một số các anh chị là cái nhiệt kế tài chính của mình chưa tới, mình mê số lớn quá các anh chị đặt ra. Cái là khi mà tư duy của mình chưa đủ. Nào mà tư duy tới đâu tiền tới đó, hay các anh chị tư duy các anh chị chưa đủ là các anh chị không đạt được mục tiêu, xong các anh chị cảm thấy không vui không hạnh phúc. Nhưng mà sự thật ra cái sự thành công nó không chỉ là cái khía cạnh về tài chính không đâu các anh chị. Hiện tại thì chúng ta chỉ ăn mừng thành công về khía cạnh về tài chính thôi, nhưng mà các anh chị phải biết rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái thành công khác nữa chứ không chỉ về tài chính. Các anh chị cũng phải biết rằng là trong những cái ngày vừa qua về cái tư duy của mình đã phát triển tới đâu rồi, mình đã có những cái sự thay đổi gì tích cực rồi, cảm xúc của mình đã như thế nào rồi, là mình đã có ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua cái gì rồi. Có rất là nhiều những cái để chúng ta ăn mừng thành công, và có rất là nhiều những cái thành công mà vô hình, nhưng mà rồi nó sẽ tạo thành công hữu hình. Chẳng hạn như là tư duy của các anh chị nó đã bắt đầu được phát triển, được thay đổi, mình tích cực hơn, mình vui vẻ hơn, mình hạnh phúc hơn,
mình nghiêm túc hơn trong việc phát triển tư duy. Mình có mục tiêu rồi thì Diệp chắc chắn với các anh chị rồi, các anh chị cũng đạt được mục tiêu hai cái chị. Nên khi mà chúng ta ăn mừng, các anh chị phải biết rằng là mình có rất là nhiều những khía cạnh để mình ăn mừng, không chỉ là về tài chính không. Nên đối với những anh chị mới á, thì các anh chị có thể đạt theo cái cách mà Diệp vừa chia sẻ, đó là các anh chị lấy 2 tháng thu nhập gần nhất của mình, trung bình 2 tháng đó, rồi mình cứ gấp đôi lên hai cái chị ha. Còn đối với những cái anh chị mà nhiệt kế tài chính cao thì các anh chị có thể là sao, gấp đôi thu nhập lên. Đó là tùy các anh chị ha. Và các anh chị hãy nhớ rằng là thành công nó sẽ nối tiếp thành công. Và khi mà các anh chị đặt ra, coi có một số các anh chị hỏi Diễm rằng như thế này là: em ơi, bây giờ chị đặt ra mục tiêu, nhưng mà giờ tháng này là chị chưa đạt được, chị chưa đạt đủ mục tiêu đó, vậy thì tháng tới sẽ như thế nào? Không sao cả các anh chị. Các anh chị cứ sao ạ, mình đã tập trung 100% rồi, mình đã gia tăng, mình đã tốt lên hơn mỗi ngày rồi. Nhưng mà nếu mà các anh chị vẫn chưa đạt được mục tiêu, không sao cả, tháng sau mình lại dời thời hạn ra hai các anh chị ha. Khi mà tư duy của các anh chị đủ, khi mà tư duy của các anh chị tới đâu thì dòng tiền của mình tới đó. Những gì mà các anh chị nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của các anh chị cộng với cái giá trị chúng ta trao đi cộng đồng. Nên có một số câu hỏi hôm bữa hỏi Diễm rằng là rồi nếu mà tháng này chị chưa đạt thì cái số tiền như thế nào, thì các anh chị dời thời hạn qua tháng 9 là không sao cả hai các anh chị. Các anh chị phải biết rằng là những cái gì các anh chị nhận được bằng với lại tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình trao đi cộng đồng. Miễn sao mình cứ tập trung vào những cái thành công mà mình đã đạt được để giúp cho mình sau có năng lượng các anh chị. Chứ giờ các anh chị tập trung vào cái điều: ôi ơi tháng này đúng không, tôi không có đạt được mục tiêu, hồi xưa thu nhập của tôi có 30 triệu tháng này tôi đặt mục tiêu là 300 triệu mà bây giờ nó mới về có 150 là tôi mới đạt được 50% mục tiêu thôi, còn 5% còn lại tôi chưa đạt được. Thì Diễm hỏi các anh chị là thu nhập từ 30 triệu mà giờ tăng lên 150 thì nó có tuyệt vời không các chị ơi? Bởi vì số các anh chị thấy rằng là đặt mục tiêu từ 30 mà lên 150 là quá tuyệt vời Mặc dù các anh chị không đạt được 100% các chị đặt ra, nhưng mà các anh chị còn phải nhìn lại là mình đã tiến xa hơn cái vị trí mình lúc bắt đầu là như thế nào. Và thành công thì nối tiếp thành công nuôi dưỡng thành công đại thành công. Chứ mình đừng có mang trong mình những cái cảm xúc không tích cực, các anh chị ha. Đó. Tiếp theo đó, mục tiêu của các anh chị thì mình cần phải đặt thì hiện tại và sống như thế đã đạt được. Vì ví dụ các anh chị, mục tiêu của chúng ta thì hiện tại nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hồi trước giờ mình đặt mục tiêu thì mình chỉ luôn nói là tôi sẽ có, đúng không ạ? Hồi xưa Diễm đặt mục tiêu lúc mà Diễm chưa biết câu lạc bộ thì mình đặt mục tiêu là tôi sẽ có, tôi ước, đúng không ạ? Là tôi dự định. Là đó là những cái việc về các anh chị đặt mục tiêu ở cái thị tương lai. Thì các anh chị có mong muốn là đạt mục tiêu ngay bây giờ không các anh chị? Hay là các anh chị mong muốn tương lai một ngày nào đó mình mới đạt được ạ? Bao nhiêu số các anh chị mong muốn là sao ạ? Mình có cuộc sống tự do về tài chính, đạt được mọi mục tiêu ngay bây giờ. Anh chị nào mong muốn ngay bây giờ thì comment tôi ạ. Nếu mà các anh chị mong muốn ngay bây giờ thì mình cần phải đặt ở thì hiện tại. Tại vì tương lai nó không có thật đâu các anh chị. Chỉ có hiện tại mới kiến tạo tương lai thôi. Bao nhiêu số các anh chị đã từng nghe câu quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có thời khắc hiện tại là thời khắc quý giá nhất. Bao nhiêu số các anh chị đã từng nghe câu này ạ? Hồi xưa giờ chúng ta nghe thôi ha các anh chị ha. Nên mình cũng chưa hiểu rõ như nào, thì sẽ giải thích cho các anh chị như thế nào. Tức là những cái gì mà các anh chị suy nghĩ bên trong đầu của mình ở quá khứ thì cho đến hiện tại này các anh chị đã nhận được rồi. Vậy thì tương lai của các anh chị nó được hình thành từ những cái suy nghĩ hiện tại của các anh chị. Luật hấp dẫn, những cái gì có trong đầu có trên tay. Nên để mà các anh chị kiến tạo tương lai thì các anh chị phải làm chủ những suy nghĩ của mình ở hiện tại. Vậy thì nếu như các anh chị mong muốn rằng tương lai của mình là tự do tài chính, tương lai của mình có những cái tài sản gì, các anh chị đạt những mục tiêu gì, cuộc sống của mình ra làm sao, thì ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại này các anh chị phải sống như thể là nó đã nằm trong cái những cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn là nó đã nằm trong đầu của mình rồi. Nó đã xảy ra ở hiện tại rồi các anh chị. Có cái gì có trong đầu cũng có trên tay mà. Mọi sự vật sự việc diễn ra 2 lần. Lần thứ nhất là trong đầu của bạn và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Nên để mà tương lai các anh chị có được mọi điều các anh chị mong muốn thì bây giờ những cái điều đó nó phải nằm ở trong đầu của các anh chị và nó phải giống như là ở thì hiện tại mình đã có rồi. Thì thông qua luật hấp dẫn các anh chị mới thu hút cái điều đó đến trong tương lai của mình. Nên là tại sao cái bí kíp trong cái việc đặt mục tiêu ở đây để mà các anh chị có thể tận dụng được luật hấp dẫn, để các anh chị có thể khai phá được con người phi thường bên trong của mình.
đó là mình đặt mục tiêu và mình sống như thể đạt được rồi ở thì hiện tại. Đây là bí kíp. Ở ngoài kia không có nhiều người biết điều này được các anh chị. Nếu mà anh chị nào để bảo đảm với các anh chị ha, nếu mà anh chị nào ở đây các anh chị đặt ra mục tiêu và các anh chị đặt ở thì hiện tại, chẳng hạn như là tôi có tôi là tôi sở hữu, tôi đã có điều này rồi, tôi đã có điều kia rồi, tôi sở hữu cái này rồi, tôi sở hữu cái kia rồi, như thể là các anh chị đã có. Và các anh chị xác quyết với cái điều này, các anh chị cam kết với cái điều này đó, có nghĩa là mình giữ luôn luôn giữ cái hình ảnh đó bên trong tâm trí của mình, và các anh chị sống như thể mình đã đạt được. Khi mà các anh chị đạt được mục tiêu, các anh chị có vui không ạ? Các anh chị có hạnh phúc không ạ? Các anh chị có yêu thương và biết ơn không ạ? Đó, đó chính là những cái cảm xúc sẽ giúp cho các anh chị liên kết được với lại vũ trụ và thu hút mọi nguồn lực đến để giúp cho các anh chị thành công. Còn những cái cảm xúc mà không tích cực thì nó sẽ không có giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu đâu. Các anh chị nhớ rằng khi mà các anh chị có những cảm xúc tích cực thì nó sẽ tạo cho các anh chị tài sản, tại vì mình có năng lượng. Mà như trong số các anh chị, khi mà các anh chị vui vẻ, các anh chị hạnh phúc thì mình cảm thấy con người mình tràn đầy năng lượng ạ. Còn bao nhiêu số các anh chị, khi mà các anh chị cảm xúc của mình không vui thì mình cảm thấy là mình bên trong của mình không có năng lượng luôn, triệt tiêu năng lượng. Mà năng lượng là bằng ngân lượng các anh chị, năng lượng là tiền. Nếu mà các anh chị bảo rằng ôi trời ơi, kiếm tiền ngoài kia sao không dễ hết trơn á, vậy thì Diễm chỉ cho các anh chị một cách kiếm tiền rất dễ, đó là hãy làm chủ cái cảm xúc của mình bên trong, làm chủ cảm xúc của các anh chị để nó luôn vui vẻ, nó luôn hạnh phúc, nó luôn tích cực, nó luôn yêu thương, nó luôn biết ơn các anh chị. Thì cơ thể các anh chị sinh ra năng lượng, và khi mà các anh chị có một cái nguồn năng lượng tuyệt vời như vậy và các anh chị đã có cái mục tiêu, thì cái nguồn năng lượng ấy sẽ giúp cho các anh chị thực hiện mục tiêu của mình và nó tạo ra tiền đó các anh chị. Bao nhiêu số các anh chị ráo định là chúng ta sẽ làm chủ cuộc đời của mình thì comment tôi cũng thấy ạ. Và sẵn đây Diễm sẽ chia sẻ các anh chị rằng là ngày mai là ngày 1 tây tháng 9 các anh chị ha, vào lúc 8:30 tối, câu lạc bộ chúng ta sẽ có một cái buổi Zoom, một cái chương trình sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái tấm bản đồ thành công, một cái tấm bản đồ thành công các anh chị, có nghĩa là từng bước một. Ngày hôm nay Diễm chỉ chia sẻ các anh chị cách mình thiết lập mục tiêu thôi, nhưng các anh chị phải có một cái tấm bản đồ để mình đi tới mục tiêu đúng không ạ? Thì bắt đầu từ ngày mai là ngày 1 tháng 9 vào lúc 8:30 tối, các anh chị sẽ được trực tiếp người thầy của Diễm, đó là Chủ tịch Trịnh Huy, là cái người thầy của câu lạc bộ, sẽ chia sẻ cho các anh chị liên tục trong vòng xuyên suốt tháng 9 vào mỗi buổi tối lúc 8:30 tối, để chia sẻ các anh chị cái tấm bản đồ thành công. Có nghĩa là sao ạ? Sau khi các anh chị đã thiết lập mục tiêu rồi thì bước thứ nhất là chúng ta cần phải làm gì, bước thứ hai chúng ta cần phải làm gì, bước thứ ba, thứ tư, thứ năm chúng ta cần phải làm gì để mình đạt mục tiêu. Thì bắt đầu là ngày mai là ngày ngày 1 tháng 9 vào lúc 8:30 tối, chúng ta sẽ bắt đầu. Các anh chị sẽ cung cấp cho các anh chị một tấm bản đồ rõ rệt để các anh chị đạt chính xác mục tiêu tháng 9. Diễm dự rằng ngày mai chương trình sẽ rất là đông, nên là bây giờ đang có gần 900 anh chị ở đây. Ngày mai các anh chị nhớ vào sớm nha. Bao nhiêu số các anh chị ngày mai mình sẽ có trong cái chương trình đó, và chương trình bản đồ thành công của người thầy Chủ tịch Trịnh Huy của chúng ta rất là sớm thì comment tôi ạ. Mai đông lắm đó, nếu ưu tiên các anh chị mai nhớ các anh chị vào sớm ha. Rồi, và đó là ở thì hiện tại nha các anh chị. Mục tiêu chúng ta cần phải đặt ở thì hiện tại. Và các anh chị đặt mục tiêu thì mình cũng phải bất khả thi một tí. Ví dụ như là thu nhập các anh chị 20 triệu, các anh chị đặt mà mục tiêu 21 triệu thì thôi khỏi cần phải đặt. Mình làm lên xíu nữa là mình có 21 triệu rồi. Được không ạ? Bất khả thi nhưng mà nó không phi thực tế. Bất khả thi nó khác với lại phi thực tế nha các anh chị. Phi thực tế nghĩa là sao ạ? Phi thực tế là các anh chị đặt ra mục tiêu là sao ạ? Giờ các anh chị đi ra ngoài trời, có một cái đôi cánh mọc ra từ trong cơ thể của mình và các anh chị bay cao lên chứ không có rớt xuống. Đó là phi thực tế các anh chị. Mục tiêu nó bất khả thi thôi, nhưng mà nó không có phi thực tế. Và cái yếu tố tiếp theo đó là các anh chị, Diễm đã chắc lúc nãy rồi, là mình cần phải chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình và phải có thời gian cụ thể rõ ràng. Cái bộ não chúng ta rất là hay nha các anh chị. Cái bộ não chúng ta nó cần phải có cái thời gian cụ thể rõ ràng, để khi mà các anh chị có thời gian cụ thể rõ ràng thì cái bộ não của các anh chị nó sẽ đưa cho các anh chị một cái con đường
ngắn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu đúng thời hạn đó. Còn nếu như mà các anh chị đặt mục tiêu mà không có thời gian cụ thể rõ ràng thì sao ạ? Thì nó cứ rề rề, cứ cà rề thì không biết khi nào mới đạt được mục tiêu được các anh chị. À, thời gian cụ thể rõ ràng. Rồi bây giờ Diệp xin nhắc lại những cái yếu tố khi mà các anh chị đặt mục tiêu nè. Thứ nhất, đơn giản cụ thể. Thứ hai, đo lường được, có cảm xúc. Phải có cảm xúc thì mới hành động được. Và cái mục tiêu đó phải có ý nghĩa gì cho mình. Ý nghĩa đó, cái ý nghĩa đó giúp cho các anh chị có sự khao khát đó. À, và mình phải đặt mục tiêu thì hiện tại. Hiện tại mới tiến tạo ra tương lai được. Nên là chúng ta sẽ dùng những cái từ chẳng hạn như tôi có, tôi là, tôi sở hữu, như là cái chuyện đó mình đã đạt được rồi đó. À, và cái mục tiêu của mình nó bất khả thi nhưng mà nó không có phi thực tế. À, các anh chị ha, mình phải chịu trách nhiệm với lại cái mục tiêu của mình và có thời gian cụ thể rõ ràng. Bây giờ Diễm ví dụ nha. Ví dụ chúng ta sẽ đặt mục tiêu tháng 9 theo cái cú pháp như thế này. Các anh chị có thể đặt là hôm nay là ngày, những con tháng 9 là ngày nhiều hay. Ừ, là con tháng 9 là ngày 30 là kết thúc tháng. Chúng ta đặt mục tiêu như thể mình đã đạt mục tiêu đó. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tôi có lợi nhuận là, rồi các anh chị đưa cái con số mà các anh chị mong muốn vô. Cái con số này nếu mà đối với các anh chị mới á, thì các anh chị cứ trung bình cộng 2 tháng gần nhất lại, sau đó nhân đôi lên. Còn được các anh chị mà nhiệt kế tài chính cao, đúng không ạ? Nhiệt kế tài chính cao thì các anh chị có thể là đặt gấp đôi lên. Hai, các anh chị nhóm đọc lại nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2022, tôi có lợi nhuận, ví dụ gì, ví dụ nha, là 100 triệu trong tài khoản Techcombank của tôi. Hoặc là các anh chị có thể là để ra trong két sắt hay là tiền mặt hay là cái gì đó, từ cái khoản tiền mà các anh chị nhận. Nhờ điểm đọc lại nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2022, tôi có lợi nhuận là bao nhiêu tiền đó trong tài khoản Techcombank hay là Vietcom hay là Viettinh hay cái gì đó của tôi. Rồi nằm đúng là cú pháp này các anh chị. Và các anh chị thấy là trong cú pháp này không? Đầu tiên là nó có cái yếu tố thời gian cụ thể rõ ràng. Thứ hai là nó có ở thì hiện tại, là tôi có, tôi là, tôi sở hữu. À, thời gian cụ thể rõ ràng, mục tiêu đơn giản đo lường được. Và cái con số này nó phải có cảm xúc với các anh chị. Và các anh chị phải chịu trách nhiệm với nó. Và bắt đầu từ ngày mai là ngày 1 tháng 9 thì các anh chị sẽ được người thầy của Diệu, Chủ tịch Trịnh Huy, sẽ chia sẻ các anh chị cái tấm bản đồ để mà mình đạt được chính xác cái mục tiêu các anh chị. À, từng ngày trong suốt tháng 9. Quá sướng đấy chị ha. Rồi bây giờ các anh chị hãy comment giúp Diễm đây ạ. À, cái mục tiêu tháng 9 mà các anh chị đặt ra đúng theo cú pháp nha. Chúng ta học theo người thành công thì mình phải làm chuẩn theo 100%, sự hoàn chỉnh chuẩn 100% mình mới thành công được các anh chị. Các anh chị comment giúp Diễm đây ạ. Cái con số mà các anh chị mục tiêu ha, mục tiêu tháng 9 các anh chị đạt được là bao nhiêu ạ? Các anh chị comment lên đi ạ. Các chị cứ comment lên đây ạ, trong tháng 9 này câu lạc bộ sẽ giúp cho các anh chị đạt chính xác con số này. Comment đây các anh chị ha. Và các anh chị nhớ rằng là mỗi anh chị ở đây khi mà các anh chị tham gia cái Zoom này, các anh chị đều có một cái người nhóm trưởng. Đồ mà, và cái người nhóm trưởng của các anh chị đó, cái người nhóm trưởng của các anh chị là cái người sẽ hỗ trợ, đồ mà, và giúp đỡ cho các anh chị trong xuyên suốt cái tháng 9. Mà các anh chị khi mà học những buổi Zoom của câu lạc bộ, các anh chị có gì không hiểu, các anh chị có gì thắc mắc thì các anh chị có thể là hỏi trưởng nhóm của mình. Nên là sau khi mà các anh chị đặt mục tiêu xong thì các anh chị gửi cho cái người nhóm trưởng của mình, cái người mà cho link các anh chị vào đây nè, cái người mà giới thiệu các anh chị chương trình này nè, các anh chị gửi cái mục tiêu của mình qua tin nhắn cho cái người nhóm trưởng của mình, được không ạ? Để cái người nhóm trưởng của các anh chị sẽ giúp đỡ cho các anh chị trong tháng 9 này đạt chính xác mục tiêu của mình, được các chị ơi. Rồi sau khi mà các anh chị nhắn lên Zoom xong thì mình hãy nhắn thêm một tin nhắn cho người nhóm trưởng của mình đi ạ. À. Cái người mà giới thiệu các anh chị vào Zoom này. Hãy nhắn cho người nhóm trưởng của mình biết rằng là mục tiêu của các anh chị trong tháng 9 là bao nhiêu. À, và người nhóm trưởng của các anh chị là những cái người rất là thành công của câu lạc bộ, đúng không ạ? Cực kỳ thành công. À, sẽ hướng dẫn cho các anh chị con đường ngắn nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để mà mình đạt được. Nhắn 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 thêm một tin nhắn nhóm trưởng của mình đi các anh chị. Ok các anh chị ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau viết cái nhật ký tài chính tháng 9, nhật ký thành công.
Diệp có một cái thói quen các anh chị, đó là trước khi tháng mới bắt đầu thì mình đã có được cái tháng 9 đó trong cái tâm trí của mình rồi. Có nghĩa là các anh chị phải biết được là trong tháng 9 các anh chị đã đạt được những cái thành công gì, sức khỏe của các anh chị ra làm sao, mối quan hệ của mình tuyệt vời như thế nào, mình đạt sau khi mà các anh chị đạt chính xác cái mục tiêu tài chính đó, thì trong cái bức tranh các anh chị trả lời giúp Diễm ba câu hỏi, ghi lại giúp Diễm đi ạ. Bây giờ Diễm sẽ hướng dẫn các anh chị viết bức tranh tài chính nha. Vì cái bức tranh có nghĩa là sau khi mà chúng ta đã viết một câu tuyên bố thì mình cần phải quy đổi câu tuyên bố để ra thành hình ảnh. Tiềm thức của chúng ta nó sẽ hưởng ứng qua hình ảnh và cảm xúc, nên là chúng ta phải quy đổi ra hình ảnh để mà mình có cảm xúc nha các anh chị. Trong cái bức tranh các anh chị viết, các anh chị cần phải trả lời giúp Diễm ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đó là khi mà các anh chị đạt được cái bức tranh này thì cảm xúc của các anh chị như thế nào? Cảm xúc của các anh chị như thế nào? Các anh chị diễn tả vui vẻ sao, hạnh phúc sao, trời ơi, cảm thấy đủ đầy sao, cảm thấy tự do sao? Mình phải liệt kê ra chi tiết rõ ràng cụ thể cái cảm xúc của mình khi mà mình đạt được. Cái câu hỏi thứ hai mà các anh chị cần phải trả lời trong cái bức tranh đó là sau khi mà các anh chị đạt được mục tiêu thì cái người đầu tiên mà các anh chị báo cái tin tức là ai, và họ đã chúc mừng các anh chị như thế nào? Câu hỏi thứ hai các anh chị, đó là khi mà các anh chị đạt được cái bức tranh thì cái người đầu tiên các anh chị sẽ báo tin vui này là ai, và họ chúc mừng các anh chị bằng những cái câu nói gì? Có thể là sao ạ? Trời ơi, chúc mừng chị, hoặc là chúc mừng chị Hà, đúng không ạ? Chị quá xuất sắc, quá tuyệt vời, chị đạt chính xác mục tiêu tài chính tháng 9 của mình rồi. Ủa, tiềm thức của chị quá mạnh luôn, sao chị giỏi vậy? Có nghĩa là các anh chị phải viết ra luôn là cái người đó họ chúc mừng các anh chị như thế nào. Các anh chị phải nghe kỹ được, các anh chị phải cảm nhận được cái cảm xúc khi mà các anh chị được người chúc, người đó chúc mừng. Mình phải cảm nhận được luôn. Và cái câu hỏi thứ ba mà các anh chị cần phải trả lời trong bức tranh, đó là cái hành động đầu tiên khi mà các anh chị hoàn thành bức tranh là các anh chị sẽ làm cái gì? Có thể là khi mà các anh chị đạt được xong bức tranh thì các anh chị mong muốn thực hiện cái hành động gì đầu tiên? Có một số các anh chị thì các anh chị mong muốn đạt được bức tranh thì các anh chị có thể là sao ạ? Các anh chị muốn trích ra bao nhiêu, các anh chị báo hiếu cho cha mẹ của mình. Hoặc là các anh chị sao là các anh chị có thể cho con của mình học một cái trường nào đó, hay là cái hành động đầu tiên là cái gì? Khi mà các anh chị đạt được bức tranh đó, mình đang háo hức, mình đang vui quạnh, mình có một số tiền đó rồi thì mình sẽ làm gì đầu tiên? Là các anh chị phải liệt kê ra trong bức tranh giúp cho Diễm, được không ạ? Rồi, bây giờ là 10 giờ rưỡi ha. Vậy với các anh chị sẽ có tầm khoảng 15 phút để chúng ta ngồi cùng nhau với bức tranh. À, anh chị nào mà hiện tại các anh chị vẫn rất là năng lượng để ngồi cùng viết bức tranh cùng với Diễm, hay các anh chị ngồi viết luôn các anh chị ha. Diễm hỏi các anh chị rằng là giờ chỉ cần thêm 15 phút nữa thôi, nhưng mà trong tháng 9 này các anh chị đầy tiền thì có viết không ạ? Có 15 phút thôi mà đầy tiền có viết không các anh chị ơi? Viết luôn, nửa tiếng mà đầy tiền có viết không ạ? Viết các anh chị. Mình có 15 phút nữa thôi các anh chị, mà chúng ta kiến tạo nên cuộc đời của mình, kiến tạo nên một cái tháng 9 đúng chính xác những gì mà các anh chị mong muốn, thì chúng ta có viết không ạ? Viết. Các anh chị nhớ rằng là nếu như khi mà các anh chị làm một cái điều gì đó mà các anh chị chưa có biết được cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được là cái gì mà các anh chị làm á, thì Diễm bảo đảm với các anh chị là tiềm thức của các anh chị nó sẽ theo cái xu hướng là không có được thuận lợi đâu ha các anh chị ha, không có được thuận lợi đâu ạ. Tại vì từ trước tới giờ trong môi trường sống của mình, mình được tiếp xúc với những cái thứ không tích cực nhiều, nên thành ra nếu mà các anh chị để cho cái con tàu của chở chế độ tự động không có ai lái hết mà đưa ra khơi, thì Diễm nói với các anh chị rằng là sóng xô và sóng đặt con tàu của mình thì chắc là bầm dập. Hai các anh chị. Nên là chúng ta không có để chế độ tự động mà chúng ta phải là cái người sao ạ? Ngồi trên cái con tàu của mình và chúng ta là người lái tàu anh chị. Nên chúng ta phải biết được cái điểm đến của chúng ta là ở đâu, và chúng ta sẽ viết bức tranh. Rồi bây giờ các anh chị sẽ lấy một cái cuốn sổ ra. Anh chị nào các anh chị có thể lấy một cái cuốn sổ giấy và viết ha. Các anh chị không có sổ thì các anh chị có thể lấy một cái tờ giấy. Và các anh chị viết giúp Diễm là viết, nhưng mà theo cái tiêu chí đó là mình viết nhật ký lại nha. Giống như là ngày hôm nay là ngày 30 tháng 9 nè. Diễm và các anh chị đang ngồi đây nè. Đó, mình viết nhật ký cho nhau nghe. Những cái người không thành công á, thì họ đợi lên là cuộc đời của họ xảy ra rồi thì mới viết nhật ký. Nhưng mà đối với những người thành công á, các anh chị, đó là họ định cuộc đời của họ.
sau đó là cái cuộc đời của họ nó mới xảy ra y chang như vậy, cũng giống như vậy nha. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta viết nhật ký tháng 9. À, các chị hãy kể Diễm nghe đi ạ. Đó là trong tháng 9 này các anh chị đã có những thành công gì ạ? À, các anh chị biết ơn ai? Các anh chị biết ơn vì điều gì? Không, đầu tiên là các anh chị biết ơn trưởng nhóm của mình nè, đã gieo duyên. Các anh chị biết câu lạc bộ nè, các anh chị biết ơn Diễm nè, đó, đã chia sẻ. Các anh chị rất là tuyệt vời nè. Các anh chị biết ơn chính mình nè, các anh chị biết ơn những cái người đối tác của mình nè, các anh chị biết ơn gia đình của mình nè. À, trong trong cái tháng 9 này nó giúp cho mình như thế nào đó đúng không ạ? Giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu. Các anh chị biết ơn nè, rồi sau đó các anh chị hãy kể Diễm nghe xem là trong tháng 9 này các anh chị đã có những thành công gì về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Và cái người đầu tiên các anh chị báo tin vui này là ai? Và cái hành động đầu tiên khi mà các anh chị đạt mục tiêu là các anh chị sẽ làm gì với cái số tiền đó? Khi mà các anh chị đạt số tiền đó, các anh chị sẽ làm gì đầu tiên? À, hãy kể cho Diễm nghe đi ạ. Và hãy kể thì hiện tại nó đã xảy ra rồi nha. Các anh chị nhớ là chúng ta sẽ kể thì hiện tại và nó đã xảy ra rồi. Diễm nhắc lại lịch cho các anh chị nha. Đó là mỗi buổi sáng vào lúc 4 giờ rưỡi sáng thì câu lạc bộ chúng ta sẽ có cái chương trình Zoom để giúp cho các anh chị rèn luyện thói quen của người thành công. Và tối ngày mai vào lúc 8 giờ rưỡi tối thì câu lạc bộ chúng ta sẽ có một cái chương trình, đó là sẽ hướng dẫn các anh chị cái tấm bản đồ để đi tới thành công cùng với lại chủ tịch Trịnh Huy của chúng ta lúc 8 giờ rưỡi tối ha. Nên các anh chị sắp xếp lịch cái giờ đó là công việc mọi thứ là xong xuôi hết để mà mình có thể ngồi học một cách trọn vẹn nhất nha các anh chị. À, ban tổ chức có thể là cho Diễm một xíu nhạc để các anh chị có thể ngồi viết cái nhật ký tháng 9 của mình được ạ. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Trời, mình kể lại thành công của mình thì mình tươi lên anh chị, mình hạnh phúc thì mình phải cười hơn đúng không? Kể thành công của mình mặt căng quá, anh chị phải tưởng tượng giống như là mình đã có những cái thành công rồi á, bây giờ mình ngồi xuống và tận hưởng cái cảm giác chiến thắng, tận hưởng cảm giác thành công, mình ngồi xuống viết nhật ký, trời nó đã, anh chị. Rồi, cảm ơn cả nhà chúng ta viết nha. Thank you.
Rồi anh chị nào mà chúng ta biết xong rồi thì các anh chị có thể là mình đi ngủ sớm ha. Thì anh chị nào chúng ta chưa biết xong thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục mình viết nha các anh chị. Cảm ơn cả nhà. Ok, tuyệt vời, cảm ơn các anh chị ha. Bây giờ thì chúng ta, anh chị nào chưa viết xong thì các anh chị cứ tiếp tục viết nha. Miễn sao cho chúng ta hoàn thành bức tranh tối ngày hôm nay. Trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ nghĩ lại cái bức tranh chúng ta một lần nữa. Để tháng 9 sắp tới, năm 2022, sẽ là một cái tháng 9 cực kỳ bùng nổ. Cả về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ các anh chị nha. Rồi, cảm ơn các anh chị và rất là biết ơn các anh chị đồng hành cùng Diễm tới giờ này. Chúng ta hãy gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức luôn các anh chị nha, đã mở Zoom cho chúng ta, gửi lời cảm ơn tới những người trưởng nhóm đã gieo duyên cho mình biết câu lạc bộ, và chúng ta cũng biết ơn cha mẹ của mình đã sinh ra mình các anh chị, để chúng ta có một cái cuộc sống tuyệt vời như ngày hôm nay. Và Diễm hẹn gặp các anh chị trong chương trình sáng ngày mai vào lúc 4:30 sáng.
Chúng ta có chương trình là thiết lập thói quen người thành công. Các chị hãy liên hệ trưởng nhóm của mình để mình được tham gia Zoom sáng. Và Diễm hẹn gặp các anh chị vào tối ngày mai 8 giờ mở Zoom. Các anh chị và 8 giờ rưỡi thì chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu. Người thầy của Diễm là Chủ tịch Trịnh Huy sẽ chia sẻ các anh chị cái bản đồ để chúng ta đi tới thành công. Nha các anh chị nha. Rồi cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp các anh chị vào lịch trình ngày mai. Xin chào cả nhà. Cảm ơn Gamon, hé môi xinh nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi.